General General file class material bạn này chapter 5 ta chẳng vô mê riêng tầm mơ phóng chẳng thầy đi dừng cho mê riêng tìm rám dừng dây tệ tôn chì mùi nâng STP concept sẽ kế STP mà nền nạc lá đã thuộc lưu tì STP chào chế, lập lưu ấy chào chế vì thế mà mình đang lập lưu bị STP ok chứ ngày nay dễ nâng sẽ xa hòm bị STP tờ chân muốn nâng dương stand bởi riêng chân xong được ngọt nế miền sắp hồ cọt ra và đồng bày thuốc ca cọt ra trong lịch tầm khăn tầm khăn là khăn mê riêng tìm tầm này chân tìm mùi dư dương nâng dương bì phơ phơ rồi bỏ STP nét cùm nông rồi bỏ STP STP cứ mô biệt thà Spending Tree Protocol thật lộp lý Spending Tree Protocol xong bạc mẹ kia xong vài bọt xong sẽ kì Spending Tree rưu có STP ra xong rạp thua ý kì chứ bà xong rồi nè đã thua Configure Switch hay giờ thua chuộc STP ấy nè miền feature chỉ từ tớ STP cứ miền là khả switch feature và khả năng switch chứ chỉ biết xét cứ Cisco switch để chỉ bộ phận manageable switch sẽ tạo miền STP STP nè smart standing tree miền làm chờ protocol protocol làm chờ protocol đang chơi ở máy chẳng những đơn hai là khả năng spanning tree cư dương này dương là switch switch layer 2 nè switch cư dương phép switch layer 2 mình mến switch layer 3 rồi mà thì layer switch tế chẳng spanning tree cư chia protocol muối để dương tra đồng bay ca bia loop là khả năng layer 2 network rồi cơ layer 2 switch và loop ở máy nhóm chưa thấy được nghĩa thuộc được bịa loop ấy bịa thả loop nè LOOP này bạn đây là mấy chẳng về nâng bật bật xa cho lần ọt chọc chỗ được gọi đó về cầm nọt nà muối xâm rạp loop được nâng layer 2 switch và chẳng về nâng process packet frame cho lần rồi hốt cho tới system dương rồi bạn cắt đạch được gọi kèm bạn về bạn lục chẳng số đa lục nó cả là một bên ná mà số đa lục nó cả là một bên ná chẳng những đa thuộc khởi tức là những đa thuộc at xe network P là switch nếu thỏa là P switch 0 thì cần switch muối nếu bây giờ những trong thơ về hạ thả redundant link bạn này thả link đề miền tràn đề miền flow tràn cứ gọi đồng bày thua ở network bỏ dưỡng vì miền ngạc thả vulnerability chẳng bà đạch muối nấu muối cứ đạch muối nấu phí chẳng vì ai miền flow tràn tới căn destination tại muối nâng anh nâng kỳ hạ thả redundant này redundancy network chẳng nâng nâng layer 2 switch nhưng chẳng bởi nâng phụ tập vì learn interface về rút dưỡng nâng khơi phiếp khó khăn nha viên xe để đọt cho switch 0 tới căn switch muối này nè chứ những khởi bà sân chìa xe chặt bì bì lá cứ bà này thấy dân thuê redundancy ấy chứ bà sân chìa xe mùi đách dân là miền xe mùi tiết ai tiệm tổ mà nè sân chìa miền xe mùi đách tiết bà sân chìa miền bay xe đôi khi này miền xe bì đách dân là sao mặc xe chứ nó kì hà thà redundancy bây giờ đách mùi cứ miền flow mùi tiết
chăng nó không lấy anh khơi sket khơi miền ấy play nó dùng sket khơi ấy play á interface để chưa bị switch row một căn switch muối này như khơi ở muối miền app buộc hiểu muối cứ buộc được rồi mình đấy và cái này cứ app từng pì switch muối nó cứ app muối buộc green muối hay năng vừa từ cơ hội mùi chẳng xe đại miền vừa từ cơ hội khẳng này chuyện đánh cứ vì ọt thôi trả lại cho traffic dự bỏ frame rồi có data thì nó cứ vì bật trò rồi có việc block trò chẳng vì đâm ra ca tèm xe khẳng lơ như thế nè. Chẳng nó phải là khẳng lơ đách bàn vì đâm ra ca nó xe khẳng cơ hội vừa từ cơ hội vì nâng lần tôi chỉ áp mình nó cứ redundancy này. Chúng ta thay nhầm cụ đại gia kram một tiết. Cụ thay thay nhầm miền switch bay chứ. Chúng switch bay. Thì dân đọt switch tiếng bay này chỗ khỉa. Vì switch pi mà cần switch bay. Switch bay mà cần switch 4 hay vì switch 4 thì cần switch pi bình. Nhưng cứ đi đăng đăng linh này. Chúng ta phải là miền client. Cụ thay thay PC 0. Connect PC 1. Connect PC 2 chẳng chẳng PC 1 cho một căn switch 2 switch 3 PC 2 cho một căn switch 4 chẳng như chẳng mời ta biết ai phải mà phải là switch thằng bay nước đọt chụp nhé dạ xin lên cùng kể chẳng như mới bà chứ nhận khởi tại chứ nhận khởi nhé nhận khởi với switch lệch pi một căn switch lệch bay này nhận khởi miền liên muối cứ bùa từ rồi hay phần bên đó cứ bùa áp bằng ỏn nè green bằng ỏn chẳng bàn này thá bà sân dịch pc trong tiện tô một căn pc one thì sầm tổ bà sân dịch pc one trong tiện tô một căn pc zero chẳng biết trao mô tam nè PC1 trâu chôm đó switch 3 hay switch 3 bỏ mọi switch 4 rồi bán switch 4 bỏ tới switch 2 nè, nâng hằng đây là cái này cứ traffic viên nâng follow chẳng dạ chẳng đại sao ấy bán viên mình chanh vì switch 3 thì càng switch 2 tầm đó cứ đại sao link này chỉ đánh cứ viên bật ở đây trả cho thì chẳng bật sân gì hay đây bán viên bật cứ đại sao protocol spanning tree này chẳng spanning tree cứ bất sân giờ admin spending tree thế switch để chụp cái này thằng bay nó cứ viên thằng app app thằng on chẳng vì admin loop cả là tại tiết nên khơi thả hết đấy bạn chỉ viên loop cả là hết đấy bạn bị chậm bạch bật đấy hết đấy bạn viên loop cả là hết đấy bạn bị chậm bạch bật chẳng cứ chia purpose robust STP record spending tree protocol chẳng đấy nó không switch layer 2 network switch cứ ở miền thị xã nào đầm bay kia loop đầm bay kia frame loop đôi nó không layer 3 thì layer 3 dừng GMP router nè. Layer 3 nó này cứ dừng GMP router chứng router cứ via operate ở layer 3 via miền algorithm bảo vệ sản phẩm kia loop của mọi cả lại dừng đa club ping được cái nút đó là Google cho chúng ta khởi time to live vào về và chương time to live đó cứ về nâng call down đi astray để tạm OS OS class chập đi pi hai giờ lắm OS class chập đi mà rồi OS class chập đi hai giờ để tạm tập hết chương là khoảng này chương khởi time to live vào về cứ về start đi mà rồi đọc mùi chương ban này thá về nâng call down rộp nó về để IP packet về chọn cắt router chọn rồi đó cầm nạp việc còn đâu rồi đó zero viên đang drop packet đang chờ chẳng có mấy chia viên miền loop cả là và sau này việc còn đâu là time to live bảo viên này thế chẳng viên đang miền loop cả là hỏi cái này là việc chạy thả xua rồi top rập sập rồi phần router hay nó tạo trước phần miền loop cả là chẳng là khả năng layer 3 cứ viên miền feature này mới để xâm rạp cả phía loop của mọi cả là để gọi chúng ta time to live này thì
Tại sao mà layer 2 network cứ ở miền thế nè, ở miền aggression nó crawl đi loop thế đó chứ hay bạn kia bị cả loop lang mà nè bạn kia bị cả loop chẳng Ethernet LAN cứ tầm rau ở miền loop free nè bạn này thả ở miền loop cả là thế chỉ muốn nâng single path nè single path bạn này thả plow để muối từ căn từ căn destination là muối single path chẳng ưu thọ thay giờ khơi switch chụp khi nào chôn ngọc nếu mẹn bần tế chỉ đấy cứ việc tàu để mà plow thì ở tàu từng pi plow thì và sân dưới dân cơn tế configure việc thôi mà đàn chẳng nè chia physical là bây giờ dân mới khơi nhưng cứ thảo vì ai tàu bị switch 3 ní một switch 2 từ khai vì ai tàu bị switch 3 một switch 4 bằng tàu switch 2 bần tế chia logical nè chia logical cứ vì ở một căn plow cắt như thế, bản thân chỉ PC one ấy chẳng tiện tồn một căn PC zero. Chứ bây giờ chúng ta cắt switch 3, switch 4, rồi bắn cho switch 2. Hãy đấy, đại sao, chia logically cứ interface cứ việc block traffic mình nói cả là chứ block nó cứ đầm bay ấy cứ đầm bay thôi, mà mấy cái mọi miền loop cả là nó không Ethernet LAN nó không Ethernet LAN. Chúng ta loop nó không Ethernet LAN ai bằng coi miền ca broadcast frame ai chụp chỗ nè continuous propagation cứ việc thông mấy việc bật cận frame frame nó cứ việc thôi cho đại cho cho là viro từ đầu em khởi việc tàu hay màu xua hay màu nè việc broadcast to to khnề rồi hột đừng bay xua rồi destination là muối để về chọn tàu chẳng bề khá cứ vì miền lệ khả năng chẳng chẳng phố unknown frame tập 4 nhưng đừng hãy switch cứ vì forward frame chẳng cho ta miền lệ khả năng muối cứ dùng để lời cái mà address table chẳng phố ưu thó thả PC1 đi vì trâu ca xua rộ mà address rộ PC rộ tập 4 để vì ở đây là bàn tiện tông như sao nè chẳng switch vì mình broadcast nếu bây giờ tôi thua bàn frame nó về broadcast ủ thọ thằng switch 3 về broadcast mọi switch 4 hay về broadcast tới switch 2 switch 2 về đứng về broadcast tiệt về broadcast một căn switch 4 này switch 4 về tôi thua bàn về broadcast một căn switch 3 này mình chẳng về broadcast cho lần anh đang hát để kêu ở trên một tháng loop nè chẳng loop nè loop là khả năng Ethernet LAN cứ bằng coi miền ca broadcast rồi coi bằng cái frame chia lần etc rồi hỗ trợ thế link trở bàn cái cắt đặt ai cắt đặt đời sysadmin nên rồi cái system administrator rồi có bản thân cái sysadmin nó đăng thế trả tục rồi hỗ trợ switch bao nhiêu nữa cứ việc process system resource được chia ram được chia cpu 100% viên nâng kèm divide bởi dưới nâng kèm chẳng nên spanning tree nó STP đôi lúc hiếm bạn bằng hai mình chẳng chẳng nó phải là dân chẳng complex nó phải là dân thơ span nó phải là dân thơ redundant link cứ viên miền lệch này chẳng ảnh vấn tế chia logical ý chia logical dân ở đơn thà việc bật port na thì có việc đặt port na thì chẳng chia logical cứ nó không diagram ý cứ switch P interface fashion P này trên nền block dân đứng biệt thả trí biệt thả trí thường mấy cứ viên bậc cao đã tranh trên lệch nạ dân mấy chế phần tế anh ấy viên bạn ta chụp khi nền chân thể bản thân chụp khi nền chân cứ lên trí rồi và chân trí cứ viên trên lệch nạ chân chúng ta làm miễn switch căn đại tràn chúng viên năng chi em bậc cao chi tree chẳng chúng anh nghe spanning tree chúng bớt sai dương mới được network dương khởi chi physically cứ dương chụp switch dương chỗ khi đang ở phần tế chi logical cứ việc bật interface này chúng bớt sai dương bật interface này dương khởi việc chi liệt nạn tree một căn switch khăng lơ này anh cứ tiếp đôi chi cái bàn chẳng anh cứ đài chẳng
khả năng cứ gọi miền xe xâm rạp tiện tồn thì chia lộ chỉ khó ở với đấy divide để viên mơ khởi vấn thế ở với đây dương mơ khởi cứ dương thà anh ấy có miền đọt xe anh ấy có miền đọt xe vấn thế chia lộ chỉ khó system rồi có divide cứ viên bật block này cho ở đây mơ khởi thì ở đây tên là đây cho em cắt thoát bằng bàn thì và Jet Span 3 cứ chia protocol để khi ra đầm bay cả phía loop nó khăn network đầm bay ở kế phương ấy switch bây giờ cứ miền redundant link rồi có redundancy chứ nó phải là miền interface nào mới đạch ưu thơ thà port này đạch chứ à port đại việc bật khẳng ấy cứ viên năng app màu hình cứ viên năng đâm nơ ca màu hình nâng cứ process rồi bỏ spanning tree tớ này việc bật đại chia logical này bởi tên nó phải là miền port nào mới đón à để block nó cứ viên nó bờ ở đầm nơ ca màu hình nâng concept rồi bỏ purpose rồi bỏ spanning tree chẳng spanning tree logically block physical loop nó khả năng layer 2 network tầm bấy cả phía frame dân complex nó phải là dân dân phía frame cứ dân dân phía layer 2 cứ dân dân phía mạc address và layer 2 được mạc address chẳng spanning tree chỉ logical cứ việc block port nào mới physical port nào mới tầm bấy cả phía loop cầm mọi cái miễn là khả năng layer 2 network hay đầm bay của đồng nam bây giờ mình tiếp thứ ở network layer 2 bây giờ cứ miền redundancy thì cứ redundantly chẳng hay việc thay redundant để về đây việc đặt muối nó miền muối tiệt sản phẩm đầm nào cả và chẳng này lúc kia bắt đầu mình mấy những block port khả này và chẳng lúc kia là interface khả này đặt đó ưu thơ tôi chỉ việc đặt xe được port nâng miền tài hóa chẳng là port để block này cứ miền nâng áp màu hình đấy. Phát đại biệt bật môn này cứ viên nâng đâm nơ ca màu hình đấy. Chúng nụ hỏi phát đại biệt đại chẳng muốn phê lại phát này ai đâm nơ ca màu hình cứ viên miên process bảo vệ nâng ca kể nịa bảo vệ thử mạch đâm bây ở địa đăng thà interface này đại đâm bây thử mạch đâm bây ấy vì ai đâm nơ ca interface đại biệt block vì môn mô nâng màu hình bản đấy. Chẳng cứ viên miên ca kể nịa bảo vệ vì miền algorithm bảo vệ đầm bay phương cao kẻ này chẳng vì miền pê và lìa bảo vệ trẻ lẽ đầm bay check mơ thà interface này đại chỉ được đón nè interface năng áp được đón chẳng vì miền là thè bảo vệ đầm bay trượt bên đất mới trẻ lẽ là mùi chẳng spanning tree compensate xâm rạp failure nâng khả năng network đầy phương cao kẻ này một đầu tiên chúng ta đang thực hiện như thế, chẳng những thời tiết, chúng ta đang thực hiện như thế này, recalculating, hay bờ port để bàn block thì một món, port để bàn block, bờ port nó được bài ở vị ai tầm nào cả bạn. Trên đây chúng tôi redundant link, đây chúng tôi redundant link nó không lấy thứ, vì ai miền bài hà cả lớn, bớt sang địa gọi miền spanning tree đường tỷ, cứ bài hà nó cứ loop như này, path redundancy គឺ វា ផ្ដល់ network ណា flow network ច្រើន ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា single point of failure ឬ គេ single point of failure អញ្ចឹង គោល ដៅ យើង ធ្វើ redundant link គឺ យើង ដើម្បី ការពារ ចរាចរណ៍ ឬ ក៏ traffic យើង កុំ ឲ្យ វា កក ស្ទះ អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ ថា switch row កាន់ switch 1 វា អាច operate បាន តែ 100 megabit bản thân thì này bởi dưỡng client mà dưỡng miên rồi tôi đó 10 gigabit được 200 megabit chẳng 100 megabit này cứ việc ai process việc ai bị chun từ này toàn này nè bị chun từ này toàn này chẳng bạn dưỡng tạo cả phở redundant link rồi cả việc khác cứ dưỡng trong ơi vì miên trọ chanh tràn được hả này dưỡng trong ơi miên trọ chanh tràn nó phải là đặt muối ở vì ai tâu tâm lâu nị bản chứ nó không enterprise network cứ cái concern mà phát cứ availability nhé tiếp để ai phải dừng lại xe thực hành resource ban group pay và liền chứ tụi bay miền connection nào mỗi đại cả đói link nào mỗi đại cả đói kế thử mấy ở miền plow chain được tam plow trọ xây tiền đầm bay ở bầm ra sự bạc cam đó để cho chuẩn bảo kê của mọi miền bành hà ra rồi chứ cứ chỉ cố nó là bỏ redundant
chẳng redundant cứ provide multi network service mà cắt bớt thôi phía để ai cần mình lắng hà single point of failure cái okay, single point of failure vậy nên cái na nhưng mà switch muối hay là switch row thì miền tây mà link để chẳng bớt sân giờ link miền tây hai bớt cứ việt đại vậy đấy sân giờ link nên cứ miền tây hai cứ đừng đã hỏi switch row này là ai tiện tôi người can switch muối đồng bàn thì nó cái hạt hả single point of failure cứ link đến miền tây muối nè ở miền trán ở miền trọ trên trán cứ single point of failure chế yên thua rất đàn lý cứ đầm bài cao phía single point of failure chế nợ phê đầy yên miền plow trán được căn network được căn device phí chế bởi sân chế ở miền spanning tree thua bạc bạc ca nặng không suy tế lấy dự thư lúc nâng cả là lấy dự thư lúc ai thua ôi mạ trẻ nặng không thể bỏ bỏ ứng nặng không thể bỏ bỏ suy nâng cứ vì instability admin chuẩn cá loop việc broadcast việc propagate frame nâng căn để tràn lan tràn lan tràn lan thôi mà tại thì bỏ cứ bảy admin cái này tục nè nó không security cứ admin bảo phe attack nè cà phê bà ha tam diện mà tại thì bỏ làm đây chẳng hay cơ việc chi em generate thứ mấy ơi generate mà tại nó không switch những thứ mấy ơi ping nè nó bây giờ ping mà tại thì bỏ switch cứ vì ở cái tool frame đây nó bây giờ admin frame nó viên forward frame nó chỉnh bà mạ trai được bệnh hại hay một tết cứ biết vừa ở card CPU hay năng RAM và nó cứ chỉ bệnh hại và suy và sân chỉ admin spending tree ok change for layer DP is net does not include mechanism chẳng cứ vì ở nguyên thi xa năng ca rệ khả này đầm bay xâm cơl hay năng cắt bật thoi ca lưu năng cả lần thế cứ vì ở nguyên ấy đầm bay xâm cơl thế copy layer 3 nên copy router, copy IP address trong mạng address gần gần đây làm bay xong call để chẳng chấm qua IPv4 hay IPv6 anh cứ dùng GMP layer thì bay cứ về miền thì xa về làm bay có xong call thả tớ vì chọn cách bảo mạng router vì nâng đại chó làm bay cao phía của mọi lúc để nhờ chúng ta thêm thủ lưu thêm thủ lưu này đối với nhóm bạn ping mạnh nè và như khởi đấy chẳng thêm thu lưu viết viên con đòn bị trơn rồi hốt một đào sổn là càng nào bị sổn cứ viên nâng trọc hay khởi nâng trò viên lên forward viên lên xua rô kê bật to tiền lại chỉ hẳn nâng cứ nâng nâng layer 3 rồi có IPv4 rồi có IPv6 này và chẳng thêm thu lưu cứ mình sẽ đạt sẵn khăn nâng nâng network layer 3 đâm bài cao bị lưu chẳng lúc cứ chấm nguồn thêm thử lý cứ mà nguồn chấm nguồn router nó chấm nguồn hop limit chẳng chỉ từ tớ layer 3 cứ miền chấm nguồn cập mặt bỏ bìa nếu phê đây là field né? When this field are decrement bà này thay bìa cắt bật thôi rồi đào xôn router will drop packet chẳng router nâng chụp bị chun packet nâng hai bà này xâm lạp layer TP cứ ở miền vị thi sáng nâng tỷ miền vị thi sáng nâng tỷ chẳng bớt sân chỉ là miền STP tiết vì ai thua ở miền lưu cả lần nè vì thua ở miền lưu cả lần chỉ liệu nạc ra thả broadcast frame multicast unknown unicast frame tất cả là miền broadcast frame hay nâng multicast unknown frame nâng cả lần cứ frame này cứ vì nâng broadcast at chốc chỗ nè frame nâng viên mình broadcast bật to kia cho lang đôi nước năng rút này chẳng chẳng bật sân chỉ admin spending tree thế switch thì bay rồi bây giờ về tổ tua lan broadcast frame về PC mới viên đang thua cả broadcast tổ crop switch chẳng ở một đợt switch thì pí vì tổ tua frame mình bé về đăng viết broadcast bật to tiền hay switch thì buồn ấy để về tổ tua ban vì switch thì bay mình cứ viết broadcast mọi switch thì pí switch tiếp tục tua ban vì switch tiếp 4 broadcast mọi switch tiếp 1 mình và chẳng cứ việc broadcast cho lần endlessly nè bắt chụp chụp rồi hốt đâu đấy CPU được cả system bao nhiêu resource bao nhiêu cứ ở rồi liên kết kèm nè cái thứ hai bản thân chỉ admin
STP in a ball thì chẳng vì ai đang miền loop cả lần chỉ tầm rộng broadcast frame hay nắng multicast unknown unicast frame và chẳng vì ai thua network down dạng lươn chẳng vì process là phải đại biệt broadcast cứ vì process lươn nè rộp bần rồi cả rộp liên frame khả năng mùi vì nửa tì chẳng loop vì ai thua divide bao nhiêu kiếng khả năng mùi đồng bệnh và chúng ta phải lưu cả là về dạng máy mà trai nào không thể bỏ switch will constantly change và viên năng thua ca plug đồ rồi hồn nếu phải là switch từ tuổi bàn plug ca thì switch này viên thua ca update mà trai thể bỏ nếu phải là switch 3 từ tuổi bàn ca plug ca thì switch 4 viên năng thua ca update mà trai thể bỏ chẳng cái thả mà trai thể bỏ nó switch cứ viên plug đồ rồi hồn constantly change và mà đang tôi chém đang tôi chém đang tôi chém anh ấy cứ mà trai về constantly chẳng về ai thuê CPU high utilization để thuê switch bởi dương mình ai forward frame đại chia frame robot user dương trên nền request maintain bằng cho nên cứ chip lại nhà và không loop sẽ cái unknown unicast frame mình đang học này sẽ cái unknown unicast frame unknown unicast frame như vậy. Ta, chẳng u thọ thà này switch. Và này switch. Chụp một căn switch. PC. Này u thọ chụp một căn PC đấy. Rồi cả này chụp một căn PC cái này một tiết. Chẳng unknown unicast frame u thọ thà PC lệch 1 trong tệ tô một căn PC lệch 2. Này nhầm đặt thà PC lệch 7. Chúng cần lấy đồng bốn để PC lệch mũi này trong tiện tôn một căn PC lệch pi. Việc đơn thà PC lệch pi này, miền mạng trái phẩm mạng này. Chúng nó phải là việc nhà từ ở switch. Việc đang đạt được khăn header bảo việc thà chỉ unknown unicast frame. Và chúng việc chung vào switch. Switch từ tôi bàn unknown unicast frame. Hãy đây bàn cái hạ thà unknown để xa việc tên score mạng trái phẩm PC 2 nữa lời. Chúng việc đơn thà việc nhà tôi ta mà việc nó về là việc nhà tới việc đạn là khả năng sầm bật bảo việt hà ta mà đây là bảo PC thu nó sẽ kể là bảy xua rồi nhé trong việc nhà đó switch switch nó về là việc tour frame đồng bóng cứ chỉ vào phép unknown unicast frame trong việc đang broadcast u thọ tham miền switch cái này tiệt trong việc broadcast mọi switch cái này broadcast mọi switch cái này bản thân chỉ ăn miền spending tree đấy nó về là switch này tour bán việc phải chun mọi switch cái này à switch khả năng để việc tự tuột bàn mạnh này chẳng việc bị chun tự lọc mọi switch khả năng switch khả năng tự tuột bàn bị chun bỏ mọi switch khả năng anh ấy tự tuột bàn về này bị chun bỏ mọi khả năng chẳng đứng hái đây gọi thả loop nè loop chẳng unicast frame nè chẳng unicast unknown unicast frame cứ nó về đại switch does not have destination MAC address cứ cần là nó về đại switch bây giờ ở tên miền phương miền rồi bỏ mạng address rồi bỏ destination nâng là lời đây nâng ghi ở chung một tháng unknown unicast frame chẳng là phê đại biệt ở tên miền phương miền mạng address rồi bỏ destination vì chạp đám thử broadcast và broadcast nâng ấy ai và đa loại miền lưu cơ lớn và dân dự ở miền STP chẳng có một năm một tiết cứ broadcast store mình unknown unicast frame chúng vì ai loop ai cả lần chỉ tầm rộng một tiết cứ chỉ ở phía broadcast storm broadcast storm như vậy để thu lập lưu ấy vì là storm rồi lõi ấy shoot broadcast shoot broadcast chẳng broadcast storm ta cứ chỉ abnormally high number of broadcast overwhelming the network during specific amount of time chẳng bạn này thà không cùng lòng phê là mỗi cư vì sân broadcast tràn mình đến abnormal high number of broadcast tràn rộp quân rộp mơ rồi cả rộp liên hàng mùa đi vì nửa tỷ chẳng được phê là switch từ tuôn bàn broadcast storm viên được phương ca broadcast mà to tiết chẳng vì ai phở ở miền bà sân dạy miền STP đấy cứ vì ai phở ở miền broadcast storm loop cả là bạn này chẳng broadcast storm I disable network within second. But, so,
chẳng qua custom cứ khăn chiên unicast and non frame thế và chẳng qua custom cứ ai thua nên vô dân kèm trầm tập bì bay sạc hẳn bằng để giá vì sen traffic rồi sen frame chẳng khăn bê tầm mùi chẳng qua custom nè ai case hardware problem ai thua ai miền bằng hàng đầu hardware bởi dưới CPU RAM rồi cơ sẽ tiết NIC Network Interface Card rồi có Layer 2 Loop của nó network và Broadcast Store chẳng Layer 2 Broadcast nó không network đối chia App Request nhìn thử rồi App Request App Request nó bê là nó bê là PC lên mùi ở tên đăng mà trẻ rồi bỏ PC lên pi đường ấy Switch chấp đăng thử App Request nó AOP bên này thả Address Resolution Protocol Switch trao thuê process này đâm bày xua rộng ta PC lệch bí này miền mạ trẻ hệ kê PC lệch bay này miền mạ trẻ hệ kê chẳng cả này đâm bố Switch việc trao thuê App Request chẳng nộp bê thuê App Request Switch cứ trao send tới Switch xe tiết group port tăng ổn đẹp active lướt lên tới interface rồi có port để bê tổ bàn frame vì ổn send lập cho mình được bằng chúng mình xem xua rô đôi tiếp đôi dân xua rô chứ muốn là nam nè nè dân xua kế kì hạt đấng kì ai xua và to tiệt nè xua mình skill này đi ăn thì thả skill tế chẳng xua nè nụ ỏi chẳng mình xua nè nụ ỏi xua nè xây nè tiết mình skill này ăn chẳng là nâng cư chi lệ khả nạ đôi app đi khỏe hả này chẳng là khả năng layer 2 multicast cứ chỉ tụ tớ cứ việc forward the same way as broadcast mình thả broadcast rồi có unicast đấy cứ việc broadcast việc send frame nó tùm lòng đôi khi này đấy a host nè caught in layer 2 loop trong layer 2 loop is not accessible to other host on the network trên nó phải là miền loop cả là trong network nè switch này về trả cho lang ad shop show vậy trên nó phải là miền loop cả lang chẳng pc mua này mình ai tiện tôm gần pc 3 được gặp pc mua này mình ai tiện tôm gần pc 2 bán tệ để sai để sa switch này cứ về rồi vô việc bc tận năng process broadcast frame được gặp app request cho lang rồi hỗ trợ tại off resource bảo vệ chứ nó phải là user dân trong tệ tôn được can PC nào xây tiết nó không được vớt chứ ở đây làm nó cả bản thì nó nghĩ thế thì phải là miền broadcast được lưu cả lớn host mình lại tệ tôn được can host đó tệ tiết nó không được vớt bản thì chứ nằm bay cao phía bánh hai đằng này nè nằm bay cao phía có mỗi miền lưu cả lớn hay nằm bay thường mấy ở bàn redundancy nè miền flow chẳng nằm bay được can destination tại mùa nắng chẳng như thường mách cứ dân trao in the ball spanning tree và dân trao in the ball và này dân trao configure spanning tree nó không switch layer 2 bao nhiêu phần tế by default nè chỉ tư tớ xưng đặc crop device đằng ớt chỉ default cứ về in the ball spanning tree nên chân địch nè chỉ default bạn này thả về dân tinh phía rộng chạm đó power on cứ mục nghiệp của spanning tree đó cứ về in the ball đại sai mà vậy làm bài cao biểu của mọi loop còn lại thế khá bà sao dân cứ tham mình chăm bài tế bàn sys admin bà dân nâng ai cho tàu bật spanning tree bàn rứt có ai thuê algorithm bài xem xây đầm bay ở căn tay mình sẽ bắt tập hiệp chân spanning tree algorithm rứt có STA này chân algorithm về thơ mạch bàn việt đơn tha loop nâng cờ lá hay về thơ mạch tầm bay ca phía của mọi miền lúc nâng cả lớn hay ta algorithm nâng về thuê ở mách tầm bay đơn tha port nào đại cua tại bật được gọi block port nào đại cua tại open ở về tầm nở cả và chẳng cứ về miền algorithm bảo vệ đại nên algorithm bảo vệ nhưng mà bộ tổ cứ cả là tăng phía chân mà quân bộ đội tại sập làm lại nè
này invented by nana ghế Radia Pullman này Radia Pullman chẳng cần anh cứ chỉ implement STA algorithm yeah. Chỉ implement algorithm or spanning tree chẳng algorithm xâm rạp distribute computation about spanning tree nó khả extended length chẳng phố nó phê là dân extended length bằng này dân chụp dân bắt to lên dân là căn là rít thấm cứ bằng này thay dân chụp thì switch môi từ gần switch môi cứ dân extended length chẳng ra thì hờ là permanent cứ chia sợi thế thì là hờ spanning tree algorithm thì là STA cứ bắt cao đại miền loop free nè bằng này là bằng bắt loop đời cơ thể ghế cứ cất bậc ca chia root bridge mùi root bridge chỉ từ tới bởi sao dân thuộc lư bịa root mà không đến nơi cơ miên bịa root đè mà đấy và root và này thầm mệnh và chấm lệnh cầm bồ với cả cầm bùi mùi nó cứ thì chân kêu cho một tà root chân là không spanning tree có viên miên root bridge bảo viên mùi được root point bảo viên mùi khi prapia break đại sa thì muốn nâng miền switch cả là cứ miền break đấy như đại thuật lưu break ấy muốn nâng cái bằng cả switch là bán cứ để che cả việc che cứ việc bằng cả break chẳng bằng cái một thằng lưu break và switch cứ chia multiple break để cho cái này switch như rồi này cứ bán một cái thuật cái combine break cho nên cho cái này cái lấy hào break cái hào switch chẳng được bốn cái hào root cái hào bridge chẳng cất ban bậc ca đã kết ra muối và cất ban chạy ở miền chấm nước muối chỉ chấm nước cần đá chấm nước chập đá để gọi chúng ta root bridge chẳng đại crop switch chẳng ó cứ ta ban cầm nắp single least cost chẳng cứ bậc ca root bridge cứ thằng cô làm nào này kì nhé cứ tầm bay cầm nắp chấm nước chập đá là muối chẳng cụ thọ tha và cụ thọ tha switch này cứ chia root bridge chúng ta o b nè chẳng là là network rồi là spanning tree vì thua ca kia này vì nâng chạp ở đâm kia này khó vì root bridge như ngay mà can switch xây dựng tiền nè chẳng tùm rộng là bỏ spanning tree cứ nó phê là việc kia này spanning tree rồi tùm rộng bảo viết cứ chẳng nè cứ bây giờ lại nè tree chẳng tôi bay switch dân chụp chẳng cả đói switch dân chụp chẳng cả đói có spanning tree algorithm bảo vệ thu mắc kia nia ở chanh nè ở chanh tôi chia ở chanh tôi chia tầm rong chia spanning tree chẳng ở chanh tôi chia spanning tree chẳng và chẳng bao giờ này với kia nia mình chanh spanning tree chẳng thế cứ viên là miền bánh hà lục cả là chẳng sơ thà việc kiện này mạnh chia physical nhưng khơi việc chuẩn chẳng phần tế à khi xâm bảo viết việc chạp đàm kiện này trao cầm mặt vô switch nào muối phơi chia root break chẳng thí xa là việc kiện này với thí xa là việc cầm mặt cứ viên miền đủ bảo môn bảo vệ nế thế thầm mạch đầm bay ở đăng thà switch hàng lớn cứ chia root break từ mô bạn đi chấp đám kia nha tầm lại vì root bridge này một căn switch này ta vì miền khó của màn nụ thông hóa thái khó buồn đi khó buồn ở vì root vì switch này một căn switch này khó đọc ưu thờ hò này khó mà pay ưu thờ hò rồi chẳng cứ miền ác rí xâm bảo vệ tầm bay select thà root switch nào muối thôi chơi root bridge chẳng spanning tree ca pia loop có mấy cận làm bán đói configuring loop free path tam diện network đã pra pra nè strategy muối cứ thua cả block port để nhầm bàn dây bị khang đàm chẳng và sau này dân mới được khang đi chẳng dân có một dây switch chạy bếch dân dây thật switch bên này chọn nè chẳng cứ algorithm bảo viết viết thường mách row port nam mùi ở khơi nằm bài block chẳng ưu thơ thay dân miên diagram chẳng chẳng phải tập về việc kia anh miên spanning tree ni algorithm nửa rút viên nâng thua cả block port nam mùi ưu thơ thay block port ni
chứ này plan về việc block port này diagram này dương mơ tôi khơi mạch khơi được tri ở bà về việc bật port này dương khơi được tri ok thì khơi được tri chia system chia device thì khơi được tri bản thế bây giờ dương mơ khơi cứ dương mơ khơi thả việc chụp này tụi mình tập mong chứ nó về việc block port này chứ rồi device thằng anh đem nó không switch này tao để cho cắt switch chia root này làm bài tiện tôi một can divide lên được hàng hàng stem này chưa ưu thoại hàng stem này chưa chẳng biết là ai cho anh cắt port để block này để ưu thoại thằng nó biết ngay là mỗi ưu thoại thằng port này tập bàn cắt đại chẳng ai khi xem bảo viết viên đừng lớn viên đừng calculate spending tree là vĩnh làm bài một bờ port khả năng vĩnh nhé bờ port khả năng rồi oi traffic chia cho friend ai cho anh cắt một can switch hàng stem một bàn và xem chia cái này port khả năng đại bạn nó cứ Christian bảo việt chẳng cái việc thôi cả bật port nào muối đầm bay cái mồi về trở lại chó đầm bay cà phê cái mồi miền lúc cả là bật sân chơi việc bật tế nhé bật sân chơi việc đập bờ bật sân chơi việc bật tế đợi nhầm dây mình chẳng đó bật sân chơi việc bật tế rồi bây giờ miền trọt khả nào muối cả là về ai center anh ấy cái center anh ấy tập tour bán sân mồi anh ấy color này tụi tôi bàn về switch hàng cầm này send the lab mọi này vĩnh anh ấy the lab mọi cái này vĩnh anh ấy cho lao chẳng đấy chẳng bàn về sơ sơ ra cái system để bay thôi cả bật port là muối rồi mở tới chỉ lệ cái này tri rồi mở tới miền plow để muối thì để bay thôi cả root bridge chẳng switch để chỉ chấm lại chập đán cứ như ngồi chấm một hàng root bridge để như chấm năm khi được cả terminology là ngày hai đấy chẳng switch để làm ra ca đời STP cứ ai compensate xem lại player compensate dạng mạch và vì muốn việc bật port này nếu biết là port này đại chẳng việc compensate bạn ấy thấy vì ấy đầm nơ ca port này là bình nó chấm nô bình nên cứ hiểu trong compensate tức là compensation đấy chẳng việc compensate từ lơ interface nào đại việc failure đời thua ca unblock đấy đời thua ca bug port để việc block về môn lang vĩnh để bay ở permit traffic để bay traverse để bay ở ai trở lại cho bạn và chẳng cứ chỉ algorithm bằng spanning tree chẳng làm biết ai để chẳng việc cần đặt bắt port nào muối rồi có pí để bay có mọi việc miền plow tràn được căn root bridge nên miền plow tràn được căn root bridge ta algorithm để bậc cao chẳng vậy nhưng mà how does the STA create loop free? Chẳng tầm bộ nè, step thì mỗi cư việc bật cả root bridge chẳng việc trao sẽ xa thời gian mạch nó không chẳng nằm switch chẳng bay ní row root bridge ở khơi nè chẳng việc trao chơi ra vô switch nào mỗi nằm bay thôi chỉ root bridge nên cứ algorithm bảo vệ nè xong lúc này ngon sẵn được chưa? Bà switch và switch muối switch pí switch bảy bây giờ những đọt chỗ này chẳng chẳng là thừa mách cứ biết tầm bốn cứ biết tao chơi rồi vô switch nào muối đôi giờ rồi ngày đấy cứ biết thừa cả box nọt switch tầng bảy cứ biết thừa cả box nọt tầm bảy ban switch nào muối thừa chơi root break chẳng có tập VVS chơi ra root break bàn hai ưu thoại là switch đại pi này cứ chia root break ở pi này cứ như là root break bắt đầu về việc chơi ra root break bàn hai cứ việc thôi cả block redundant path và bắt đầu về việc chơi ra root break bàn hai về trao đổi mới thả ta cua để bật plow nào muối chia bắt đầu sẵn mình men dừng được đọc xe đầm bay bật về này cứ system algorithm về chỉ nhận kiện này chỉ nhận bật đôi được nắng package tracer chẳng cứ bắt đầu việc chơi rồi rồi hãy việc sẽ xa tới thà việc tao bật port mới này vậy đấy bật port mới này chẳng cái đôi cái này bắt đầu việc chơi rồi rồi bị hãy chẳng cứ việc tao thua cả chơi rồi port nào đã cua tại bật chơi rồi cứ việc miền rồi của món bảo việc việc miền algorithm bảo việc tao tiệt tao việc bật port của phải làm mạnh chẳng spending tree tao phải có thà miễn tệ logical path tệ mùi bật nọ nó rồi biến
between all destination. Crop destination nó chia lên chỉ có cứ miền plow tàu để mua cho chơi yang mới chơi physical nè nhưng khởi tham về miền plow trở lại nè vậy đấy human yang mới khởi nè nhưng khởi tham về miền plow trở lại bật tay chia logical spanning tree cứ vì u thọ tham pc one pc two tới đại diện cho tầm bây giờ pc one thì ai tiện tôi một căn pc three bán chẳng spanning tree vì ở cầm nát ở yên mưu khơi plow khả năng cơ bản là khả năng cơ bản đi chẳng về thơ mách vì kia anh nia bắt thọt nà mũi đầm bay ở viên miên plow tàu tại mũi cuộn nó ở đây miên plow khả năng phong hay ở đây ở miên plow khả năng phong đi nó cứ cùm nào bỏ spending tree và chẳng cứ về trao in su thả miên plow tại mũi cuộn đầm bay tự căn destination đối với nền nó không đạt được đòi thua cả blocking redundant path để ai thua ấy bấm bật loop bạn nhé cut case the loop nó bây giờ port trở bàn cái block chó nó bây giờ mình kể đấy cứ nó bây giờ port trở bàn block đòi spanning tree user riêng mình ai send data tam địa port trong bàn thì system cứ việc mặc trong bây giờ thay việc mình bị chôn tên là nấy thì có frame thì có data từ căn port đồng tiền nên system cho nên bằng vai traffic ở dưới mình xài phần user dưới mình chăm bài chơi đi nó phải là block port đồng hành chân create loop free nó create loop free topology block port has the effect of making chân block port nó cứ vị trí ở default thôi link nó cứ mình ai forward tên ở này bàn thế rồi viên switch môi từ căn switch môi xanh tiền chẳng viết thôi ở topology nè this create topology where each has only single path để sao tại vì block này hay tại vì mở tới mình ai miễn plow tràn tới căn destination đôi khi này chẳng viết đang thôi cả calculate đoạn tiền hay là recalculate nó phải là miễn link nào mới fail nè chẳng u thọ thà muốn nó cứ viết block port này chẳng nó phải là miễn link này fail cho nếu thọ đặt link này cho, nè, bây giờ đặt link này, cứ viên đường thưa cả recalculate port sao thay tiết đầm bay enable port này, nè đầm bay enable port này, nè đầm bay enable port này, thử máy đầm bay ơi, PC cái này ai tiện tô một căn PC cái này bạn, chẳng bao giờ bây giờ, bao giờ chỉ link cái này đặt chơi, link cái này bây giờ tập nào cao bình thế. Chúng tôi thả miền plow nà để ai ở PC lấy bay đi tệ tôm một căn PC lấy pin đi bàn ọt dưới mừng mình đã mở ní chọc bỏ sân dạy ní lại thay ní bật hơi ní ọt ọt bỡ một vinh chúng ta miền plow nà mà đó switch PC lấy pin đi tệ chẳng bật tế xâm rạp spending tree cứ viên nâng thua ca calculate một đoàn tiết đồng bấy một bỡ port ní lần vinh đồng bấy một bỡ rửa unblock port này để việc thuộc block bị môn mòn và chẳng cứ việc thuộc cả recalculate để về miền link nào mới phải chẳng cứ chia purpose rồi bảo spanning tree tên 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 cái thằng nào này nói à và chúng nó không Cisco Packet Tracer cả đôi khi này đấy về đại diện chụp redundant link cứ việc automatic SCP cứ việc thuộc cả calculate việc enable by default đôi mình liên mấy cái spanning tree nó không Cisco switch cứ việc enable by default chúng ta nhóm bug ở Microsoft này đừng ta chia mạo mình bài nhà bây giờ
thì mấy vé đừng muốn nhầm thêm mấy chế. May mà nó thành trình chơi nhân xạ tay xe pi xe bay ở mấy có bán này và chơi u thò thà đã switch bay từ đấy. Bật tay nhầm pra pra xe pi pi nít pi xe nít pi xe tầm bay ở việt đan đánh đánh thế đấy và chấm ớt finally cư viên thua ca chơi rơi partner để cua bật partner để việc cua bật chế nó về là yên thân on cứ spending free để chạp đam kệ đàn nia chạp đam thua bật bật cài để cua bật xe thì mỗi cư viên trao chơi rơi root bridge đấy. Việc chơi rơi root bridge root bridge và tầm một tiết cứ việc chạp đang thưa cả block rồi họ nó để cụ thể block chẳng như này tôi phải spending tree việc kể nè rút dễ khởi nè switch row một căn switch mùi địa bật interface switch mùi nè lơ interface phát xôn lịch bì rs switch lệnh mùi này interface fast on by on bốn cứ block tầng ở mà nè và cái này cứ app tầng ở chẳng bao giờ để dùng mơ tới nhưng khi như rút rút cả tầm rong về chia tri ở nói chia đam chơi ở nhưng sao lộp xe tầng lại na đại việc block na đại việc bật chẳng như là khởi tri rồi cái này việc bật tầng pi chẳng bao giờ dùng cắt đại cái này tới nè bao giờ để dùng ưu tiên là nhầm cắt đại Paul khi này đã sao vậy bắt từng pi chẳng như khơi tri ở đấy đấy giờ khơi tri ở chẳng như khơi này tiếp được chia ru đây còn đây giờ ở tên cho ba thái về chia ru được ở đây tờ giờ chạy mơ sẵn nè tờ switch để số nó chia ru mình được ở chẳng tam là gì Paul đã về bắt mấy mà sao giờ lại đâu cứ giờ khơi chẳng chia tri ấy switch pi vì tàu forward traffic một căn root bridge rồi root bridge trong phần vật và tòm này thì chẳng dừng mơ cơ flow viết tại mùi flow viết tại mùi và sau dừng bắt xe đang tiết bắt tam xe na để dừng cứ thà vì miền phùa từ cửa rối chẳng dừng khơi trì ấy ní trì chẳng tụi bay dừng miền switch của màn của đó ấy coi chẳng cửa dừng nơi tại khơi trì chẳng u to thà nhầm add switch mùi tiết tì chụp bên kia bà chắc thôi anh bắt switch một tiệt nhưng lại switch 4 á rồi hai nhập chụp chế 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 mừng tại dương rô vì chỉ 3 hơi nhỏ chỉ physical cứ dương khơi tháo việc chơi của mình là mồi phần tay chia logical cứ việc bật cả root brick hay chấp đam thuộc cả block port tầm bay thêm mấy ở khai để chia tree chẳng thế ok thì chỉ hai hai nhưng khơi tri ớt nhưng mới tam phương nào để việc bật chứ nhưng khơi port cái lệnh switch lệnh mua này bật mùi hai switch lệnh bay này bật cái lệnh này và sau đây xa bật đạch vía chanh tri mẹ nọt bật đạch cái lệnh này hay là bật đạch cái lệnh này chứ nhưng khơi tri ớt và chứ vì ở chuộc này chia sẻ call thì chia đồng vùng thì chứ cứ vì thứ mấy cứ việc kiện này chẳng còn thế chia sẻ cứ việc đọc xe tranh được nhóm này nhưng cần là đọc xe tranh làm bay mơ chuyện thà vì tri nền ọt
chẳng bao giờ dừng bằng về tụm rồi ní vì ai chia anh chế anh chế khi tự dỡ rứa cơ vì ai chia anh chế chế và rứa cơ vì ai nô to khi nên đưa cho một con chẳng và chia tri ok tên đấy tên học này chẳng finally cứ spending tri cứ chẳng và rồi miền chỉ logical cứ việc thứ mấy ở đây mới tới chỉ lệ nạn sai khó thì mình plow cho nên bật chung vinh được căn destination rồi mình speak and speak đó phần nữ tận ba đó phần nữ ngạt chỉ được chứng sáng sai á sáng sai à ba đấy bạn tên hát tên hát ok phần nữ tên hay nên ta có cái này tên này chẳng chẳng mình dân bàn dô làm vì purpose cô đồng nông là bọc spending tree chẳng từ lập từ quý nhân sẵn khẹp spending tree cứ dân bà đầm bấy ca pia loop nó khả năng network layer 2 rồi cả layer 2 network đầm bấy tờ lơ bộ phê redundant network chứ những ca phía gầm ói vì miền lúc cả lần chẳng lúc vì ai cả lần đầm rộng chia broadcast storm rồi có unknown unicast frame nè lúc vì ai cả lần chia đầm rộng chẳng chẳng những mới operation bảo vệ tiết tôn mấy những ban nghiêm vì algorithm bảo vệ khắc lại thà vì tao chơi rơi root break vì tao chơi rơi switch nào mùi chỉ mê rút brick cứ bây giờ switch nào mùi chỉ mê chẳng rồi bàn về chạp đàm bực gạt mê thiên về và khai tới chỉ trì đó chẳng algorithm bảo vệ là đây là bắt đầu tiên chẳng switch rồi có STP này vì miền algorithm để mạch đầm bài ca phía lưu bán cứ thì mỗi cứ về bực gạt root brick phía select root brick và select root brick chẳng nhầm mùi tự hoa nó khả năng này chết đèn chứ như thế những trang verify mới tờ viên chân mình ở những công pra những công pra switch ra nè những pra tại bay bên năng chứ chân tết thì lời dương như thế này tờ tờ bốn cứ viết ra cách chơi được root break chân terminology là dương trao đấng nè cứ root break thêm một tiết viết là root port chẳng những trao số hôm nay thả sẽ kê root bridge sẽ kê root port sẽ kê designated port nâng cứ sát chia terminology nâng bịa cầm lư thơm nó khả năng STP ấy sẽ kê alternate rồi có block port chẳng số hôm nay và sân dạy chlai xong nua hôm nay muốn đi trăm trao hay nhưng ai dùa bị spending tree ấy nè mà sân dạy chlai xong nua nâng bán cứ như ngay dùa bị spending tree này bị process rồi bỏ spending tree ở cái xa mạch thả viết thả mạch ba chẳng hạn cái xa bảo viết cứ buôn tầm nạ ca lý complex chơi rơi root break rước hạ ta OB chơi rơi root port rồi có OP General Designated Port rồi có DP hay nâng Alternate Port nâng Alternate Port rồi có Block Port chân cầm lòng phê đây Spanning Tree Algorithm hay nâng Spanning Tree Protocol cũng để đâm lạ cả Switch bố cứ pra BPDU nhìn chưa là sẽ chân khá thá Brick Protocol Data Unit chúng ta prapra PBDU nữa, đảm bảo xe phô rộng miền ông bị switch riêng riêng luôn để chụp cho mỗi khả năng. Và đây thầm mạch cứ nó không switch đi mỗi mỗi cứ miền BPDU riêng riêng luôn nè, miền BPDU riêng riêng luôn Brick Protocol Data Unit chứ miền BPDU riêng riêng luôn nó biết là dân start switch đầm bóng viên nâng send BPDU nữa
ơi switch xây tiết để việc chụp cho mọi người nè chẳng của thoa tha nít switch chúng ta thật AW1 cho nít AW2 cho nít ghế và AW3 chẳng là phải dừng start switch đồ bốn switch cứ bị miền phở miền bảo vệ riêng riêng luôn chả thật BPDU chẳng switch lệnh mũi send BPDU tới switch để việc chụp chẳng bạn này thả bạn này thả mấy cứ việc send dơ mỏi switch lệnh pi hai bên sân mỏi switch lệnh bảy thằng bảy tiêm tuột switch lệnh pi có bên sân BPDU bảo vệ tới switch lệnh mũi đấy hai sân mỏi switch lệnh bảy chẳng việc phơ việc chun phơ làm miền nắng tới khi tụi mình tìm mỏ hai nó phải là việc chun đó nó phải là switch nó tụi tôi bàn BPDU bảo vệ tới đấy vì nó chập đám thua cả trượt bình nhiệt mở nó phải là việc trượt bình nhiệt mở việc trượt bình nhiệt mở từ lâu ấy kì cứ trick ID nè nếu không switch cứ miễn ID riêng riêng luôn chẳng bao giờ chia switch na là miễn ID tôi chừng kế vì nó chưa được thua chia root bridge nè tổng lệ switch na là miễn ID tôi chừng kế vì nó chưa được thua chia root bridge chẳng giờ nó BPDU BPDU cứ chia cứ chia cái cứ chia protocol data unit để switch ra đầm bay xe phô miền ông bị khuôn ánh hai nâng connection cho bọc bộ kê chẳng BPDU cứ ra đầm bay cái select là elect là đầm bay bosh not re root bridge BPDU cứ ra đầm bay phô ca bosh not re thả ná nâng khai được chia root bridge hai root port switch na khai được chia root port switch na khai được chia designated port hay năng alternate port chẳng switch việt đơn tha trao bật rồi có plot port na muối bưng từ lỡ BPDU năng ai đồng bay đơn tha switch na cứ chia root bridge đồng bay đơn tha port na cứ chia root port chia designated port cứ bưng từ lỡ BPDU này ai nè phần mềm của BPDU năng ai và chẳng BPDU này mua giờ mạnh miễn ai kì miễn trick ID chẳng chạm để nhầm dây thả trick ID này bất sân chìa switch na là miễn ID tôi chuyển ghế viên nâng khai để chìa root bridge và chẳng cứ lực nông BPDU cứ miễn trick ID nè và này thả trick identifier để pra xâm ra cầm nót thả switch mới ná chứ nè send BPDU chứ nó phải là việc elect nó phải là việc bosh not ban root bridge hay và tập bình nâng mó root bridge này cứ chỉ nè send BPDU từ ỏi switch đó tay xây tiền để việc chụp cho mỗi khi phần tác cả này là bốn cứ việc send từ ỏi khi nè tập bình từ mong nè chẳng nắm nó từ ỏi rồi thích nốt chẳng trick ID cứ việc involve nó không cả bởi cả making many of the spanning tree decision và chẳng tùy ID cứ vì miền ca cho luôn vì miền ca chụp thể tôn nó không ca bực cơ ca xâm ra chất để lưu spanning tree algorithm chỉ tràn được nội nè tiền root bridge hay năng root port role chẳng đơn tha mình dây switch với đơn tha khu block port mới này bàn đời xa ấy đời xa BPDU này, để BPDU nó cứ miễn phần miễn là bảo print ID và chẳng phải đăng thả port này có thể block rồi có port này cứ chia root port, port này cứ chia designated port bán đại sản BPDU hay là print ID và chẳng xâm khắn và BPDU cứ vì chia nẹ thiết xóm vì cứ chia thiết xóm thì để cho rùm nó không ca xâm ra chất thả của block port na cứ chia designated port na cứ chia root port và chứng trí ID content priority value cứ miễn tầm lại khá là priority value miễn mà address cho bọc switch đi mùi nè nó không BID nâng cứ miễn priority value mà address cho bọc switch hay nâng extended system ID và cứ tiện tôi cho mùi nâng
ID របស់ system នឹង តម្រង អញ្ចឹង print ណា ដែល មាន តម្លៃ តូច ជាង គេ បំផុត អញ្ចឹង ត្រូវ បាន គេ ជ្រើស រើស ដោយ តែ គេ បាទ print ដែល មាន BID តូច ជាង គេ បំផុត គឺ បាន មក ពី ការ combine priority value ណា សរសេរ កន្លែង ណា ចេះ បាន មក ពី ការ combine រវាង ឲ្យ ថា BID គឺ ស្មើ នឹង អីគេ priority ណា priority បូក ជាមួយ នឹង អីគេ MAC address បូក ជាមួយ នឹង អីគេ system ឬក៏ sys ID ណា system extended system ID SID extended system ID ចឹង break ID គឺ បាន មក ពី ការ បូក បញ្ចូល គ្នា combine គ្នា រវាង priority value MAC address របស់ switch នឹង ហើយ នឹង system ID របស់ switch នឹង ចឹង បើសិន ជា ការ combine ធាត ទាំង 3 នឹង ចូល គ្នា ទៅ វា ទទួល បាន តម្លៃ មួយ ដែល តូច ជាង គេ switch នេះ នឹង ក្លាយ ទៅ ជា root bridge ណា switch នេះ នឹង ក្លាយ ទៅ ជា root bridge ចឹង យើង មើល print priority value ណា តម្លៃ របស់ priority នៅ ក្នុង switch ជា default សម្រាប់ គ្រប់ syscall ទាំងអស់ គឺ មាន តម្លៃ ប៉ុណ្ណេះ 32768 ចាន បងប្អូនគ្នា take note មានន័យ take note ចឹង តម្លៃ default របស់ print priority number ឬក៏ value គឺ ស្មើនឹង 32768 ចឹង ប៉ុន្តែ ជា tutorial តម្លៃ របស់ priority គឺ វា ចន្លោះ ពី 0 រហូត ដល់ 61440 ណា គឺ វា ចន្លោះ ពី នឹង ប៉ុន្តែ default របស់ វា គឺ 32768 អញ្ចឹង គឺ តម្លៃ priority របស់ វា គឺ វា increment មិនមែន ថា វា បូក ជាមួយ នឹង 4096 បាន ថា មក បាទ យើង ចាំ check មើល បន្ថែម ឬ ក៏ ចាំ និយាយ ដល់ ឥឡូវ នេះ អញ្ចឹង ជា tutorial តម្លៃ របស់ print priority គឺ វា មាន វា rank ពី 0 រហូត ដល់ 61440 មែន ប៉ុន្តែ វា increment បាន ថា វា បូក ទៅនឹង តម្លៃ មេ គុណ គោល 1 គឺ 4096 អញ្ចឹង បើសិន ជា វា បូក ទៅ lower print priority is preferable បាទ បើសិន ជា វា បូក ទៅ ហើយ វា compare ជាមួយ នឹង switch ដទៃ ទៀត បើសិន វា ឃើញ ថា print ណា priority number វា តូច ជាង គេ វា គឺ អាច ក្លាយ ទៅ ជា root print បាន ប៉ុន្តែ បើសិន យើង set priority ឲ្យ វា ទៅ ជា 0 អញ្ចឹង switch នឹង គឺ ដឹង តែ ជា root print ហើយ ណា គឺ ជា root print ហើយ អញ្ចឹង ដល់ ពេល ដែល យើង ចង់ កំណត់ ថា ឲ្យ switch ណា មួយ ក្លាយ ទៅ ជា root print ណា បើ យើង មើល នៅ ក្នុង នេះ បើសិន default ថា ជា switch នេះ គឺ ជា root print ប៉ុន្តែ បើសិន យើង ចង់ force ឲ្យ switch ទី 3 នឹង ក្លាយ ទៅ ជា root print យើង គ្រាន់ តែ set តម្លៃ priority របស់ វា ឲ្យ ស្មើ 0 ទៅ អញ្ចឹង វា នឹង ក្លាយ ទៅ ជា root print ហើយ យើង អាច កែ បាន តម្លៃ នឹង យើង អាច set បាន បងប្អូនគ្នា អញ្ចឹង យើង ឲ្យ តម្លៃ យើង ឲ្យ យើង ចង់ ឲ្យ switch ណា មួយ ក្លាយ ទៅ ជា root print ក៏ បាន យើង ចង់ ឲ្យ switch ណា មួយ ក្លាយ ទៅ ជា backup ណា backup switch root print ក៏ បាន ដែរ ចា extended system ID មិញ print priority គឺ បាន មក ពី តម្លៃ របស់ នេះ បូក ជាមួយ នឹង តម្លៃ របស់ extended system ហើយ នឹង បូក ជាមួយ នឹង MAC address អញ្ចឹង យើង បាន ដឹង ហើយ ណា print priority គឺ ចន្លោះ ពី 0 ដល់ 61440 ប៉ុន្តែ default គឺ 32768 តែ តម្លៃ របស់ វា គឺ បូក វា increment នឹង 4096 ជានិច្ច បាទ នេះ តទៅ ជាមួយ នឹង priority just system extended ID ណា extended system ID ហ្នឹង គឺ និយាយ គេ អញ្ចឹង extended system ID តម្លៃ របស់ វា គឺ ជា decimal value ណា គឺ ជា បាទ ចំនួន គាត់ ជា decimal ប៉ុន គាត់ ដែល បាន បន្ថែម ទៅ លើ print priority ដែល យើង ដែល គេ ឥន្ទា បាន ពី ខាង លើ នេះ បាទ បន្ថែម ទៅ លើ priority number ហ្នឹង ទៅ
Vấn đề tâm lai bảo vệ cứ cầm mặt đời vì lẻ. Đấy, cầm mặt đời vì lẻ. Trên tay tiết như là khơi này. Ta system ID, extended system ID. Rồi bọc switch mùi mùi cứ smell vào mặt. Chẳng phố vì lẻ mùi đi cơ. Bọc xe dựa bật cơ vì lẻ, đọc vì lẻ, phải ta viên hình ảnh mạch. Và chẳng chỉ từ tớ cứ extended system ID cứ chia tầm lai để bật thêm từ lớp brick priority ní. Cứ xâm rập xâm cơ từ lớp VLAN number. Rồi em mà address. Chúng đừng hãy mà address media access controller cứ chia burn address để miền nó nóng device mùi mùi riêng riêng luôn. Chẳng nó phải đây miền switch P được gửi trở ấn để khi bạn configure vì ở miền priority number việc đôi khi nè. Chẳng nó phải lúc số thả ta spanning tree viên năng thua mạch chẳng dơ mùi nà phơi chia brick priority chớ như mũi từ họ thả switch này cứ miền BID smart nâng nè smart nâng mến mũi từ họ thả smart nâng sàn phí phùm phê hộ sắp phùm buồn chọc và hai switch lệch phí này có miền Try BID đôi khi này đây. Switch đấy bay có miền Brick ID đôi khi này. Cho bản thân chứa switch tăng ổn nó không năng network nâng miền BID đôi khi này. Ta spending tree viên nâng mơ từ lời kì. Và chẳng cứ viên nâng mơ từ lời mà address và tỏ tiền. Viên nâng thua ca priếp thiết từ lời mà address. Chẳng việc priếp thiết từ lời mà address tao việc cầm nọt một phần mà address giảm mách đừng bay ơi việc khai thì chia priority nhưng đừng hỏi chỉ từ tớ mà address nói chỉ từ tớ mà address cứ mình ai chân khả nha bàn tay rồi lý vai đừng ọ nơi lời bị phục lộ mà address lấy mà address cứ mình ai chân khả nha bàn tay cực lý vai đừng ọ nơi lời bị phục lộ BID ai chân khả nha priority number ai chân khả nha System Extended ID ai chọn khỉa bằng đấy mà address cứ mình ai chọn khỉa bằng đấy chẳng nộp bê đá BID viết đôi khỉa tặng ổn chân System cứ viết nâng mơ từ lơ mà address ta mà address dạng mệnh để chia priority chẳng khá switch để miên mà address chỉ muốn nâng tầm line để tiếp bằng port cứ nâng khai để chia lower brick ID và chẳng bà đây thá và tớ bởi vì chơi rơ tớ với khơi thá priority number bộ nâng system extended ID smart này chẳng bà đây thua ca chạy tớ lên mạng trái mạng trái đây tôi chẳng kê rồi còn lowest chẳng kê mạng lowest nâng miên priority khai đây chứ bridge root bridge nâng root bridge chỉ đơn hai mạng address dạng mạch mạng address cứ chia vào phần cô đọc vào muối nè mạng address cứ chia vào phần cô đọc vào muối để miền xe sắp vùng bấy bit nè hexa decimal chẳng nhầm số tha mạng address pi này mùi na tôi chừng kế mùi na tôi chừng kế mùi na không chừng kế u tho tha xôn xôn ế xí xôn 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 mùi mùi hai nâng mạng trái mối tiết để miền u thơ thơ xôn xôn muối xí và tỏ này là hôm chưa trả lời ta mạng trái pi đi mùi na chỉ mạng trái đề tôi chỉnh kể đã thả ế nên đã thả bì mà chưa trả lời là hôm nay A được gọi B. A. A. Thì dương mới thả A. Hả? Mà niệm xin. Ta mạ trái nát để tôi chừng kỳ, được gọi tiếp chừng kỳ. Để miên tầm lấy hả ta? Tầm lấy tôi chừng kỳ. Mà cho niệm xin.
A được gọi B. Sắp hả? Sinh ngạc đã lấy sắp hả? Hối. Để chơi này mặt mất. Rì đá. Chọc xe nó rì đá. A được gọi B. Đại chia mà trai thầy mình làm lại tôi chừng kì. Được gọi lowest. Chơi em ơi thầm mạch bạn đang thầm mạ trai nào để tôi chừng kì. Nhưng sẽ không phê làm lại bảo viện. Chẳng mà trái cứ chia tầm lại đề pra hexadecimal number. Rất cơ hiện ở trong phần thập bộ phân cô lập của mùi. Chẳng hiện đăng hai bộ phân cô lập của mùi cứ miền sôn mùi bì bài buôn pram mùi bì bài buôn rồi A, B, C, D, E, F. Mình nế. Chẳng hiện sẽ không phê mà trái bì này. A cứ miền sôn sôn. B có miền sôn sôn đề. Mình nế. Tập mẫu A cứ A so A. Thì A B cứ tuần thì bấy cứ lệ mùi. Được nế. Riêng lệ mùi hay nâng A so A mùi na tôi chiền. Lệ mùi lực rù tôi chiền. Ba, lệ mùi tôi chiền. Chân P tuần này đôi khi nế. Bạn tạc tuần thì bấy dừng rô khơi nhẹ đá tôi chiền hơi. Chân mạ trái B cứ chia mạ trái đá miên tầm lấy tôi chiền kì. Và cứ bí để tôi chừng kì. Chẳng bà sân chia sweet nâng miền priority number bộ nâng extended system ID đôi chừng kì ở hai. Chẳng đi bài nạ để miền mạ tre tôi chừng kì ní nâng khai tôi chia root bridge. Nâng nâng khai tôi chia root bridge. Để tiết chẳng việc chạy mơ detail là nâng switch nâng khăn diagram ní ta chẳng mên được gọt. Nâng chẳng mên được gọt. Thế nó nói thằng học này. Bà sát tế chỉ chùm lực. Xong khán. Được bản bán sao. Ok. Tạ, tớ nế. Lực mô ngay bạn chỉ xua rồi. Mình lại trở lại sao. Bạn luôn đấy. Ok, tăng người dân break trong năng sân. Né? Ba lưu được rồi. Dân cho tạm dư tịch bạc bằng mình này trong số ấn. Số cảm. Ba bạc, số. Cho mình này dân mình đến tiết tổng điện này hả lưu được không? No, network. Internet work ở mình tất lãng điện này thế. Né? Phần tay dương ai pra switch bỏ điện này. Phần tay dương là thật là điện này thế. Switch viên là lưu marketing là lưu router marketing. Ồ, nó lưu router marketing. Và nó không nó cứ miễn, phần tay nó không mê riêng dương này cứ miễn đấy. Nó không opaco marketing miễn điện này. Và nó xa chua bánh hà nâng lưu. Bạn nhà mà dân, bạn nhà đi đấy mình đấy mình đã dân đã IP bỏ đi đến server nữa. Mình trâu được phần nào ngay. Thì pro mà cái tích về xâm rạp vì cái chia đi đến client này vì mình chia đi đến server. Bạn thấy vì ai thay chia server bởi sao dân cần là trong IP resource local. Bởi sao dân trong IP resource đâu internet. Dân trọng ra ra đi đến bỏ ISP từ đây là. Đấy. Chỉ từ tớ, nó khả năng marketing cứ dân ôi vì khả là obtain DIN FP server rồi có vì ISP dynamically. Nó automatic. Chẳng dân chăm chạy một detail đó. Ta dân break. Dân break sẵn hay dân break lết dân chăm cho tam lết tình đại thần. Bà dân là nên chăm ngoài lấy ai xua bà nè. Bà
Hello, tôi gọi nét. Tôi gọi một bình nữa. Ba được rồi. Khi này, chờ tao mới điện dừng tiệt. Mà nè, đập ra mùi nè nè. Ok. Đập ra mùi ta chứ mùi ta đứng. Thứ thiên đâu nữa thì thiên. Phải hình quân. Yes, ngay đợi chứ riêng rồi. Nói mà là mọc hay ta sinh nhật thì xếp đấy thì xếp nữa ba được rồi. Okay, good. Thì chắc phải chị em chung cái này hai nè mà tớ giờ mà tớ mới riêng dùng tiết tớn bàn tiệm cả đào thế. Chúng mình dừng bàn GMP nè. Step đèl STP thơ đầm bay KP loop cảm ơn nên loop cắt là rồi có loop free. Chúng dừng bởi mơ tận lời tiện tôn chứ mùi nâng K chơi rơ root bridge. Nhưng bàn dì ấy xin đã quốc bài ai môn môn nâng bình tay dừng bởi mơ nâng nâng dì thẻ. Chúng nâng đăng hái tha STP vì cà phê của mọi miền lúc cả lãng đại bếch tờ lơ cà block port nà muối rưu cả chân đâm bay của mọi miền plow chân tờ căn destination đôi khi chân thường mách cứ ở miền plow tại mùi chìa logical nế chìa logical nhưng mình chìa physical là vậy thì dừng mơ khơi thế ná còn thế mà nâng về ai thôi cà block port bán cứ về trâu miền chấm nói chắc đà muối đây cái ở chúng ta root bridge và đây ở chúng ta root bridge như ngay chẳng anh cứ xem bảo biết đập bom bom phát cứ về chơi ra root bridge nhưng mà mình slide đập bom này và bom phát cứ về chơi ra root bridge chẳng sao ta về chơi ra root bridge như vậy chẳng root bridge cứ ban bảo biết nè priority miền bay giảm nói để dân bàn riêng mấy cứ priority number extended system ID bộ chứ mùi nâng MAC address chẳng priority chỉ default cứ viên miền đầm lấy xam sập bí nơi chạm mất xam sập bí ồ tùm bếl hộ sắp pram bầy tùm bếl hộ sắp pram bầy chắc đây là bàn hộ sắp pram buồn. Hồi sắp bằng buồn cứ ban mô phí Extended System ID để xâm rạp xâm quân từ lớp VLAN number. Chẳng chứ default VLAN number cứ yên prai VLAN number 1 này đấy. Chẳng bằng đây thay cái dấu tầm lại mùi này được bộ phí lớp priority này. Tầm lại priority này sang sắp phí bằng phí hồi sắp bằng bấy. Chẳng yên ban bằng phí hồi sắp bằng buồn. Chẳng yên khơi nhé. Rồi viên switch tầng bấy mình switch thì muối, switch thì pi, hay nâng switch thì bảy. Chẳng tam cô ca rồi bỏ STA, rồi có spending tri algorithm. Vì nâng thua ca chân rơ từ lỡ, switch nam muối đã biến tầm lại priority tôi chẳng kì. Chẳng dù mơ nâng 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 kì đã switch thì muối nâng cứ chìa root bridge. Hết đấy. Bởi sao này dừng mơ từ lỡ tầm lại priority rồi bỏ switch thì muối cứ mà phải buôn pram chất sắp bằng bằng. Nên mà phải bốn trăm chất xung cơ. Chẳng sử thật tôi chiếm xam sắp bì thế. Sẽ ngọt hả? Mà phải bốn trăm chất xung cơ tôi chiếm xam sắp bì bằng bình hộ sắp bùn ấy. Thì tôi chiếm. Nên bà sao dừng priếp thiếp cho mỗi nâng switch đầy bầy. Chắc bà sao dừng priếp thiếp cho mỗi nâng switch đầy bì. Còn đâu thế tôi chiếm đầy. Để cho này hai bạn được nâng diagram nữa cứ kì ôi switch đầy mùi khai ta chiếm root bridge và switch thì mỗi khai từ root bridge
bê khá là mấy tiết kì tha default tui dạy đi cứ bần này đó, tập đài tập đài đi chẳng hãy đây bần bàn hộ dầm buôn đời xa vì bộ chim buôn nó bị lén thầm đà thế chấm nắm priority rồi bỏ switch tầng ớt cứ bần này chia default đấy chẳng bà dù cứ tầm bếch tầng lớn sao mà phim bên hộ dầm bấy default bộ chim buôn nó bị lén lệnh mùi đi phổ chẳng bàn bàn nhìn khơi xàm giật pin bên hộ sạp bằng bùi nè, không chẳng ngồi vậy nữa chẳng là bên hộ sạp root print bàn hải viết thuở ca chơi rơ root port đừng đấy là hát hả root port nè, chẳng là cái này đừng đấy là hát hả root port chẳng là bên hộ root print trở bàn elected trở bàn cái chơi rơ hải spending tree chúng ta sẽ xem bảo vệ những chập đâm thua ca cầm nọt base path nè plow để lỏ bấm phật tự can root bridge nè tự can root bridge chúng ta dùng bag mở rụp hiệp mình chúng ta sẽ chia switch tìm mối nè cứ chia root bridge chúng ta thua ca cầm nọt vì root same same vì switch same same tự can root bridge bảo sân đề miên switch nè switch tìm bí trao can trao cầm mặt cost rưu cầm phát vì switch lệch bí ní tạc càng root bridge switch lệch bấy lệch như thế đấy sẵn chìa miền switch lệch buôn tiết chẳng về năng thua ca cầm mặt plow vì switch lệch buôn ní tạc càng chú phô tạc càng root bridge tạng ọ chẳng crop switch tạng ọ nó khả năng network nâng cứ trao cầm mặt tầm lai phần này trao cầm mặt phát phần này chú phô tạc càng root bridge chẳng cái chơi rơi tha ta cua tơ plow na để lỏ cứ vô từ lơ cost nè nó thằng này cứ gọi chúng ta cost nè root path cost chẳng này cứ chơi tarang tầm lại root path cost cứ ở sai từ lơ bộ phết interface rồi bỏ switch như mùi mùi chẳng bản thân chia switch nưng interface bảo vệ cứ chia bộ phết 10 gigabit speed nè 10 gigabit per second chẳng cost bảo vệ cứ smart pay anh ấy xem rap spending tree thông đà chẳng spending tree miễn trần chấm ngân cho nó person để tiết riêng khởi sự kỳ all STP rồi gọi rapid spending tree để riêng chấm nam hay đó STP thông đá cứ prepare protocol stock đá phần bài rupi dot one d hay all STP cứ phần bài rupi dot one w chẳng biết thả rapid nó cứ chia chấm ngân lại cái app reward pillar spending tree thông đá cả dân chậm nam đó chẳng STP thơm đá hay năng OSTP cost 10 gigabit tầm lại SMRP được cost bảo vệ SMRP xâm rạp STP thơm đá hay kho bảo vệ SMRP bốn xâm rạp rapid spanning tree nế 1 gigabit interface speed được link speed STP thơm đá cứ tầm lại với SMR4 còn thế rapid cứ quân nâng đọc mình ấy cứ mà nâng mập phê bẩn mấy phê bẩn mấy phê bẩn chẳng speed can đã tiết cost bảo vệ cứ can đã chẳng speed can đã tiết cost bảo vệ can đã chẳng chẳng dừng chẳng mà rồi mà cái biết này cứ mà đọc buồn đọc bè sri thầm máy STP chẳng nâng thầm máy cứ phê rồi bẩn 10 megabit cứ phê liền này mà rồi nếu cứ chia cost cứ base từ lớn bộ phép link speed speed càng tệ lớn cost về càng tệ tịch chứ nó phép đây việc cầm nọt path cost vì switch từ càng root switch root break chẳng việc thuê cả kiện này từ lớn cost là ngay cost để bộ sở rộp tôi khởi tiếp trên ghế nè lowest cost nâng trao bán chơi rơi ở ta tam plau nung kho na đai thom chieng ke cứ trâu plop na rư plop chơi yeung mơ tara ni cứ summarize ở hay ở vậy ta ke describe khang lơ ni tại yeung ai mơ bathem tiet ban ki tha mịch the path information đai ke ới chmua tha internal root path cost cứ trâu ban kamnot đai phol bok na sum of all individual plop sum of all individual port យ៉ាងម៉េច
cái này sẽ bàn chứ mà sân chơi switch này chơi tầm miên to to tiệt chứ về đừng thua cả bộ switch nữa này u to là switch nữa chứ u to thằng này đọc bị switch này một đọc switch này đọc bị switch này một đọc switch này u to thằng mà phải chứ cost đầm lại root cost part này cứ việc bộ kho mùi mùi này rồi thằng đọc tổ bộ cho mùi đọc này mà phải phải bộ cho mùi đọc này cứ sản phẩm chứng bị switch lấy pram một cái họ bị switch pram từ cái root brick này chứng cost bảo vệ cứ mà nó phần mán đập 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 sản phẩm và sản phẩm nó cứ cost bảo vệ cứ cầm đập chứng bản thân thì về tranh tam flow này cứ bản thân thì về tranh tam flow này cứ sản phẩm cost còn đây bản thân thì switch lấy pram này chụp một cái switch lấy pí rồi một đó switch lấy mùi đậm đó u thọ tập phao bộ nó tam flow này việc mà nâng mà thấy chẳng viên nâng chờ đợi flow này cứ chia base path rồi viên nâng block interface nam quên nâng này kháng này đầm bay gom bay ở viên tàu tam flow đấy miên đầm lại chờ đợi được cost bảo vệ chờ và nâng cứ ca cầm lại được cost chẳng nâng phải là switch từ tuôn ban BPDU được nâng BPDU nâng cứ viên miên bộ là miên tệ tàu một nâng increase port port nâng increase port cứ bằng là port đại về chỗ cho cái switch này. Chắc cứ mình đầm lại con những cái strike để chụp cho mỗi đằng BPDU. Chắc BPDU nó cứ sống khánh để như em people mình được bỏ switch mỗi mỗi tiết tố cho mỗi đằng priority number extended system ID mà address đầm bay thuốc ca chơi root brick ở đằng chế đàm. Và chắc cứ nâng năng BPDU cứ mình chụp mỗi cho mỗi đằng đầm lại port sạch sạch đầm bay ở vì ai vô đầu thuốc ca để thực phẩm bảo bộ đầm bay đăng thái plow này khó tinh plow này khó chân và chân cái thái đầm bay dưới switch miễn default port khó về chụp mở chìm mùi cả đó cái phần tế port tầng hóa nó khó bỏ nó cứ khó bỏ port tầng hóa nó cứ như ai configure bằng ủy thơ hóa thái rapid spanning tree 10 gigabit default khó bỏ về cứ people phần tế ai configure tầm lại khó bảo vệ nó ôi tôi chỉ tầm lại này mới xây điện bản nhé từ khai vụ tờ hóa thầy dân đơn thánh thêm chiếc biết hơi bình tế dân ở trong ôi việc khai tôi chia interface để trao tàu tầy trong ôi việc khai tôi chia interface để backup chẳng những ai configure việc ôi tôi chỉ tầm lại này mới căn để thông đó đồng bay của mọi việc của mọi việc những chữ đơn interface nâng thừa chia base cost nhé base path chẳng những ai configure bản chứ buộc khó nó tầm lại port khó nắng cứ nó khăn ông interface nắng ấy bởi tớ bê về chơi rơ root brick bản hơi tỏ rồi biết là về chơi rơ root port mấy những bản GMP ca cầm nọt root path cost hello rồi biết chơi rơ root port chẳng thơm cứ miên root brick root port sẽ kê root port bởi tớ bê root brick ban cầm nát algorithm cứ chờ đợi root port cứ chia port tương lai nát đây mình bên chia root switch every non root switch will select one root port thật group non root switch tương ơ nâng trao ban chờ đợi chia root port nhưng khởi switch nát là chia root bridge switch đây mùi cứ chia root bridge chúng group switch tầng ở đây mình men chia root bridge này nâng khai đây chia root port sự thay vì là root port chẳng mạnh chứ nhạc hơi switch lệch bay interface đẹp chụp một căn root bridge switch lệch pi interface đẹp chụp một căn root bridge khuyên cái data root port chẳng yên dùm nặng chẳng root port cứ chia port tương lai nè để như thế chụp từ căn root bridge, rồi còn nan root bridge port, thế này, này cứ chia root bridge, chứ riêng khi người đã interface để chụp từ căn root bridge này, cứ chia root port, root port, nên root port, ok, đến, bắt đầu về root port cứ designated port
chẳng designated port cứ chỉ port đây chẳng mạch group segment nè, segment every segment reviewing switch P will have one designated port bạn đây thảm designated port cứ chỉ port nơi lơ segment that has internal root port root path calls to the root bridge chẳng designated port cứ chỉ port tiếng lai nát để xác được không segment để mùi bằng này là xác được không plow để mùi rưu cái chợ để mùi để chụp được cái này root bridge mình men chia port để chụp để lại chụp mùi root, root bridge nè như khởi này cứ chia root port nhưng mà đừng ngay này cứ chia root port rưu cái designated port như khởi này cứ chia root bridge này cứ chia root bridge chẳng port để chạy vì root bridge cứ chia designated port này chạy vì root bridge cứ chia designated port hay switch này mình men chia root bridge thế còn đây port để chụp từ can switch lấy bảy hay lấy bàn việc hai để chia root designated port mình men chia block port rồi còn mình men chia root port rồi switch lấy bảy hay lấy cái interface này mình khai để chia designated port đấy nè hãy lấy bàn việc mình khai để chia designated port cho port cái này switch lấy bay chuyện mà can switch lấy pin nên cứ chia port ấy thế và chính thế the designated port cứ chia port nó lấy segment để mean internal cost để mean internal root path cost the can root bridge đấy riêng số một máy bây giờ mình tiết designated port cứ chỉ port để miền base path để miền path cost bao viết cái căn root port tiếp trên kề rất là tôi trên kề chẳng tại tiết gì mình khơi cái compare ở viếng port này bị switch lại bay một căn switch lại pin này rồi viếng hai nâng và này là plow này một căn root bridge hai nâng plow này một căn root bridge ta việc khóc này mày hãy lấy bàn về chơi rơi port này cứ chỉ designated port à vậy để mình men chia root port rồi cả designated port viên đang khai từ chia block port ok muốn là như ai rồi khởi block port bán để tăng học này cứ trâu rốt root port ở khởi rồi designated port ở khởi từ một tiết port để grab vì port từng pin này nên khai từ chia block port và sau này mơ từ tam đây là grab này này cứ chia designated port, root port, designated port, designated port, root port, này designated port. Chẳng port đây mình men chia root port hay là designated port, nên khai từ chia block port, nên khai từ chia block port. Ta group port tặng ơ, nơi lơ root bridge, nên khai từ chia designated port. Như khởi ấy, nên cứ chia root bridge. Chẳng group port tặng ơ, nơi lơ root bridge, switch, nên khai từ chia designated port. Chẳng nên cứ chia cô ca để việc cầm mặt port nam mới cứ chia designated port. Chẳng nên port nơi lơ switch, root bridge tặng ơ, cứ chia designated port. Port đây mình men chia designated port, port đây mình men chia root port, cứ chia block port. Port đây chụp được căn root bridge, đây tuần cứ chia root port. Chờ được sắm, bây giờ từ tên đó. If one end of segment is a root port, the other end is designated port. Chia từ tấu, những ai cắt tam nội dung này đi một tiền đoán và sân chia mặt hàng thì chia root port mà khang tiết cứ ta ta chia designated port mà tùy về này mình chẳng như khơi khả này root port chẳng cho mặt hàng tiết vì root port cứ ta ta chia designated port nên cứ chia root port cho mặt hàng là bằng root port cứ ta ta chia designated port như này dùm này cái này nhấn cửa port tặng ơn đã chụp được căn end device
cái hà thá designated port đôi chìa port này chẳng cứ chìa designated port ấy designated port ấy designated port ấy nè designated port ấy chẳng cổ port để chụp tất cả end device ai chụp tất cả computers printers rồi cái IP phone cứ chìa bộ phép designated port ok nhi rù rồi bỏ designated port nên là segment rồi viên switch P đây the either of the switch is the root bridge the port of the switch with the least cost path to the root bridge គឺជា designated port ចឹងនៅលើ segment តែមួយហ្នឹងមិនថាទៅកាន់ root bridge ឬក៏ទៅកាន់ root port root port ទេឲ្យតែ port ណា path ណាដែលមាន cost វាទាបជាងគេនឹងក្លាយទៅជា designated port ដូចនេះដែរចឹងដូចជាផ្សេងគឺរវាង switch 2ហើយនិង switch 3នេះហេតុអីបានជា designated port ហេតុអីបានជានេះអត់មែនជា designated port អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញរបៀបដែលវា block តែ port ណាដែលគាត់ block គឺវាគណនាទៅលើ cost របស់វាយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងមើលហេតុអីបានជានៅលើ switch លេខ3 port fast ethernet zone 2ក្លាយទៅជា block port ឬក៏ alternate port ហើយEthernet fast zone 2នៅលើ switch លេខ2ខ្លាយទៅជា designated port មិនខ្លាយទៅជា block port អញ្ចឹង alternate port ឬក៏ block port គឺវា based ទៅលើអីគេបើសិនជា port មិនមែនជា root port ឬក៏ designated port ហើយពេលនោះវានឹងខ្លាយទៅជា alternate port ឬក៏ block port backup port នឹង rule ទី1ដែលយើងត្រូវចងចាំ alternated portនឹង discard ឬក៏ block ឬក៏ prevent loop កន្លែងនេះហើយដែលវាការពារកុំឲ្យ loop កើតឡើងអញ្ចឹងជា logical គឺទិន្នន័យអាចចរាចរតាមផ្លូវនេះមកកាន់ switch លេខ2បានទេដូចស្អីប៉ុន្តែគឺ block នៅក្នុង block state នេះគឺវាមិនបញ្ជូន traffic ឆ្លងកាត់ទេបាទអញ្ចឹងគ្រប់ port ទាំងអស់ម្ដងទៀតដែលមិនមែនជា root portមិនមែនជា designated port គឺជា block port នេះគឺជា rule ជានិយមន័យដែលយើងត្រូវចងចាំទី1 alternative port និង discard ឬក៏ block state ដើម្បីការពារ loop ដោយរូបភាពនឹងចឹងបាទឃើញទេចេះរបៀបជ្រើសរើស root port ចេញពីផ្លូវច្រើនដែលមានតម្លៃ cost ច្រើនណា from multiple equal cost path ករណីខ្លះគឺមានណាករណីខ្លះ path នេះក៏មានតម្លៃមួយ path នេះក៏មានតម្លៃមួយស្មើគ្នាណាករណីខ្លះគឺមានតម្លៃវា path cost របស់វាស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាcost របស់វាស្មើគ្នាតើ algorithm របស់ spanning tree វាធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើ port មួយណាគឺជា block port ហើយ port មួយណាគឺជា designated port ណាយល់យល់ខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន switch ចឹង switch 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 ណា switch ឧទាហរណ៍ថាមាន4ឧទាហរណ៍នេះគឺជា root bridgeណា RB ចាបាទបើថានេះ switch 1 switch 2 switch 3 switch 4នេះគឺជា root ហើយចានេះគឺជា designated port មែនទេ DP ខ្ញុំដាក់ថា DP DP ប្រកបគេណាអានេះគឺជា root port RP ឆ្លៃដោយសារ interface វាគឺភ្ជាប់ទៅកាន់ root bridgeនេះក៏ RP ដែរ root port តោះអញ្ចឹងរវាង switch លេខ3នេះពេលខ្លះវាចេញតាមផ្លូវនេះឧទាហរណ៍ថា cost វាស្មើ40វាចេញតាមផ្លូវនេះ cost វាក៏ស្មើ40ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវាមាន cost វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងតើ switch លេខ3នេះport ណាខ្លាយទៅជា designated port port ណាខ្លាយទៅជា block port
chẳng cần lại đem miền multiple equal cost phát chẳng chẳng switch vì nâng chữ rơ nè vì nâng cầm nọt criteria tiền bay này tam lầm đập lầm đời tiền phòng nè vì cầm nọt chẳng mày chẳng switch mua để khai thì chia root port bán cả này để vì miền BID tôi chỉnh kỳ bà sân diện BID smart này tiết vì đang mơ từ lời priority number bà sân chia priority number smart này tiết chẳng vì đang mơ từ lời sender port ID port ID như được port interface anh đã interface tôi chỉnh kế nâng khai được chia root port bà chẳng ưu thói là pre-ID smart này priority smart này vấn đề interface này cứ fast zone muối vấn đề interface này cứ ưu thói là fast zone lờ pí zone lờ pí chẳng mùi nát là miễn ID tôi chừng ghế cứ zone lờ mùi tôi chừng ghế chẳng port này nâng khai được chia root port nâng khai được chia root port RP chẳng bắt sẵn là chia RP tại này cứ chia design native port nè đi chia design native port chẳng switch lệch 3 hay nâng switch lệch 4 nâng thua cả chơi rơi block port nè nâng thua cả chơi rơi block port chẳng này dường mới ưu tư hoa ní ồ, thì miền rút khả năng sắc mình chỉ làm được bạch cu bên chân này ok, nâng cứ chia multi port equal cost part này nè, chỉ kêu ưu tư hoa chẳng nào root bridge switch nào cứ chia root bridge cứ switch lệnh mùi lên bản án cứ chia root bridge ok và sau dân scroll root bridge dân scroll design and hit port dân scroll root port này rồi viên switch thì bay hàng switch thì buôn nó cứ dân bạc tạo tại đằng mình và switch thì mùi cứ chia root bridge chẳng interface này cứ chia bạc chia root port interface này cứ chia bạc chia root port hay interface bằng root bridge này cứ chia design and hit port này nó cứ dân trai trang mà chia bạc bạn thấy bây giờ dùng từ ba về nhé cứ switch lệch pi này mình đang tha về tàu tam flow này là ó rồi coi về tàu tam flow này là ó bạn thấy dùng mơ tàu nhưng khi bị chọn cách switch mùi đôi khi này mình đấy mùi tam flow này có switch mùi tam flow này có switch mùi bạn thấy việc chơi rơi hàng này và việc chơi rơi root port việc chơi rơi designated port việc chơi rơi block port rồi cả alternate port hàng này chẳng tam cô ca mạnh thì mua thứ về mua từ lớn BID brick ID chẳng phải dùng mua từ lớn brick ID nè brick ID switch lệch bay cứ miền brick ID sam giờ pi bấm pin hộ giờ bấm buồn rồi mà tre pram 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 switch lệch buồn brick ID sam giờ pi bấm pin hộ giờ bấm buồn đấy phần tay mà tre bảo viết cứ mùi 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 riêng switch lệch pi free id bảo viết cứ sam giờ pi bên hộ sầm buồn đấy tại mà tre bảo viết cứ chia a và chân free id đợi khi nè free id đợi khi nè free id đợi khi nè chân tam cô ca mấy bản thân chụp free id đợi khi nè vì mới từ lời người biết port priority và port priority port priority dương mơ dạng mấy hay đây bạn dập block interface này switch lệch bấy port zone lờ pi rồi kì nè switch lệch pi có port zone lờ pi rồi kì nè bằng tay switch lệch buôn chụp một cái switch lệch pi cứ port sơn mùi sơn mùi được chưa này port priority về tôi chừng kế chẳng về làm mấy về nâng khai tới chỉ root port hay nâng designated port riêng port này fast sơn pi cứ miền id thông chiếng fast sơn mùi được chưa này về nâng bật to thôi cả chơi được thế này mùi nào chỉ designated port mùi nào chỉ alternated port chẳng về chơi được tam process nâng tiền rồi hết tới chẳng khói cứ rô khơi nẹ đá
block token interface data trong block nè chứ những ai mới lowest standard pre-ID nếu không topology này mình switch chùm đồn 4 switch thì mới cứ chia root break thì nhầm nhé switch thì mới cứ chia root break port fashion 1 này là switch lệch 7 hay nâng port fashion 3 này là switch lệch 4 fashion 1 này là switch lệch 7 hay nâng port fashion 3 này là switch lệch 4 cho bạn chia ra chia root port để xa tế của kế bạn chụp được căn root break nâng đại tổ này chứ nhưng vô lại cho bà hãy cái này nâng tâm một tiết để mạnh switch lệch 2 miền 2 port là switch lệch 2 này và miền 2 port fashion 1 hay nâng fashion 2 ok fashion 1 nâng fashion 2 with equal cost path để miền tầm lại cost bảo việc đôi chân này kia bạn đã tầm lại cost thả bảo mạng đấy bởi thế cái cầm là thả biệt đội chân này tất cả là root break và này thả mô tâm này có sma nâng mô tâm phá này đây chẳng cả này là miền cost path biệt đội chân này như mơ tờ lời trick ID rồi bỏ switch lệch 3 hay nâng switch lệch 4 nâng pra đầm bay chơi rồi bởi thế trick ID rồi bỏ switch lệch 3 hay nâng switch lệch 4 cứ đôi chân này tiệt cứ đôi chân này tiệt chẳng cái thầm ấy this known as the sender pre-ID. Chẳng bà xâm chìa pre-ID để switch lệch 3 hay switch lệch 4 send boy switch lệch 2 mùa nào đại tôi chẳng kế vì nâng trao chờ rơn port nâng ngay cứ chìa root port bần đây anh đi về smart này tiết chẳng switch lệch 3 miễn pre-ID bần này hay switch lệch 4 miễn pre-ID bần này chẳng dừng khởi mùa nào đại tôi chẳng kế cứ mùi nè và mùi tại là thi về đội khả bạn tệ bộ cho mùi nâng mạ tại về tấu dự khơi thá switch lệch 4 cứ miên trick ID tôi chẳng kể là chẳng hết bạn switch lệch 4 khai tới chía khai tới chía root port nè switch lệch 4 khai tới chía root port chẳng because nó đã xa đã switch lệch 4 miền lower priority lowest priority BID fashion 1 port này switch lệch 2 fashion 1 port này switch lệch 2 này khai được chia root port tầm một tiết anh ấy cả này đã dùng chuộc switch tại 2 thử mấy bật đăng thá mùi nào cứ chia block, mùi nào cứ chia priority. Chẳng cả này đem cost bảo vệ smart này. Nè, multi equal path cost. Chẳng bảo sao chẳng mới tấu, bảo phê phát ý xin này đổi chân này. Chẳng cost bảo vệ cho bác chia smart này. Mùi nào chia root break, switch lệch mùi. Chẳng chẳng đơn root break hai, nên cứ chia design này thịt. Nên cứ chia design này thịt. Bạn tay, switch lệch buồn này. Tại vì mỗi cái chia root port, mỗi cái chia block port. Chẳng vì chia rơ, root port hay nâng block port là sai cái. Nhưng mới được rơ, pre-ID. Phải vốn trăm trận phần. Mà phải ở xa phim, phải hộ dầm buồn. Mỗi nay tôi chẳng kì. Khả nay tôi chẳng kì. Chẳng, chứ ba chia phát xôn của mỗi khả nay cứ chia root, root port này. Thế đấy. Phát xôn của mỗi cứ chia root port. Chẳng interface này cứ chỉ bác chìa block port. Chẳng interface này mình mang chìa designed port, mình mang chìa root port, nên khai được chìa block port. Nên khai được chìa block port. Chứ dân check mưu nó khăn packet tracer hơi dễ. Dân mưu ta diagram như cái này. Head ấy bán chìa việc block fast is a net zone mùa này. Chẳng đồng bay đăng thả ta. Switch này mùa cứ chìa root bridge nên đăng học này. Nếu không mê riêng slide ở tên đó, bởi tên nhầm 3 nháy. Chẳng nhầm enable, show spanning tree. Nhầm recommend show spanning tree, đồng bài mơ ta switch những cái chìa root break. Ta port bảo vệ cái chìa design này thì port, rồi có chìa block port, rồi có chìa alternate port, rồi có chìa root port. Chẳng nhầm mơ ta lơ switch. Nên nhầm đã switch lệnh mà, switch lệnh mùi. Chẳng nhầm nâng rename cho mọi việc ở tôi chia này sẵn config thí op ok hostname
you want. Ta. So spending tree. Mình bài. So spending tree. Protocol. Chế dân khơi kịp hả? Spending tree protocol sầm rạp vì là lấy muối. Nên cứ dân bà bà spending tree thôi mà đá. Bà này thả standard IEEE .1D. Ở mình chia rapid. Mình chia bà phết rapid spending tree thì. Chân kỳ đã thả root ID. Priority bà viết cứ sầm bà này. Mà trai bà viết cứ sầm bà này. Hãy kìa bà chạy dân chứ bác cái này ní thả. This bridge is the root. Chân bà này thả. Switch ní cứ chia root bridge. Switch ní cứ chia root bridge. Chúng ta mở spanning tree .1D default cứ via send hello timer riêng rồi 2 second. Nên riêng rồi 2 vị nửa tì. Hãy maximum bảo vệ dù bằng port để việc rung chăm stop hello timer 2 đại cụ bảo vệ để dựa bên mà pay vị nửa tì. Bởi sân chia mình tự bán hello timer 2 đại cụ bảo vệ thế vía nâng chặt tục thả interface nâng cứ đo này vía nâng change state recalculate root bridge root port ấy xa thầm mấy pre ID pre priority nè default bảo vía cứ xam giờ pi bằng pin hộ sập bằng bảy phần đá đời xa extended system ID bảo vía cứ smờ muối chân việc bàn hộ sập bằng buồn nâng cứ chỉ đường phẩm đá hai mạ tre là bỏ Brick ID cứ đời xa viết cứ chia root brick chân mạng trai bảo viết ta mùi. Hay mơ interface là lơ switch lệnh mùi này ta viết cứ chia bảo phết root port rồi có designated port. Chân cười cái đá fashion P có đói fashion mùi có đói cứ chia bảo phết designated port. Chân bà này thay interface fashion mùi để chụp một căn switch và chờ một căn switch đại pin này cứ chia một phép designated port đấy đặt DP thế này có DP đấy để một thiết ở đây cứ root bridge và switch AW1 nó cứ chia root bridge hay interface rồi bảo vệ cứ chia thông đá cứ chia designated port ta hết ấy bạn interface này trở ban khai từ chia designated port hay khả năng khai từ chia block port tức là alternate port. Chứng mà sao dừng mơ nơi lơ switch lệch pi ní dừng ở cái show spanning tree từ đá dừng ban phần bên ở cái bệnh mơ ở thế đoàn bốn chăm chui prap nhầm phóng từng thật chua toàn nơi lơ switch lệch pi ní khi đã Prapra spending tree .1D đấy. Bởi cái data IEEE IE bài đó cứ bằng này thả standard bảo viết cứ .1D. Bởi sân chia rapid spending tree viên nâng chanh rapid để chẳng tầm. Chân root ID bảo viết cứ đôi khi này đấy xam giờ pi hưởng pin hộ dần vốn. Mạ tre bảo viết mạ tre bảo root break nâng cứ bằng này bằng này thả chia mạ tre bảo switch lệnh mùi khẳng lỡ và chân cost bảo vệ chân bị switch lệnh pin thì càng switch lệnh mùi cứ miền đầm lại mà nâng đập làm buồn chân bạn ấy thả vía mình men chia root brick tỷ như thằng học này ai xong cơ bản thả switch mùi nâng mình men chia root brick bán nhưng đời xa vía bị chia cost cái này nè đời xa vía bị chia cost cái này tại càng nào vía miền đầm lại cost nâng nam mùi từ căn root bridge dựng đơn thả viên mình chỉ root bridge thì lại root bridge cứ xem cho nên nè root bridge cứ xem cho nên pin này mình khởi bởi vì chỉ root bridge vì prap dựng cho ba thả this bridge is the root bởi sân thì viên mình chỉ root bridge thì viên đang prap cost tầm lại để bị switch những chỗ từ căn root bridge cứ xem mình đọc bằng buồn hay là bạn biết xem mình đọc bằng buồn tại sao vì cứ chia bằng phép fast internet và fast internet bài đọc đặt quan đi cứ mà đang đọc bằng buồn fast internet cứ bằng này thay mà rồi megabit per second nó cũng chờ lắm đó, đừng nói khả nế
Ok, chân, dì mơ tỏ tiết. Hay bạn sử dụng pin này, mình khai để chế rút brick bán. Bạn sân chỉ viên miền brick ID đôi chân nế. Mình đấy, brick ID đôi chân nế. Priority, presumptu. Rồi mình priority đôi chân nế. Hay đây bạn viên mình khai để chế rút brick. Để xa dì mơ mạng address. Xôn xôn, đọc. Hay mạng address. Bỏ viên này, nè, xôn xôn đọc hay năng xôn xôn hộp sập mùi nà tô chiêng. Cứ chứ bác chia xôn xôn đọc hỏi để tô chiêng xôn xôn hộp sập. Chẳng bàn viên bỏ xôn xôn option nè, switch đi mùi này. Chẳng bàn viên khai tô chia nâng root bridge. Thế nè. Chẳng bác xôn yên mưu nè lưu switch lệch bay bình. Hẹn đây bàn viên ở khai tô chia root bridge. Yên ta mất số spending tree được chứ nè. Chứ như compare mạng tre. Priority cho bác chị đôi chứ nè. Sam pi một phần hồn buôn, sam pi một phần hồn buôn. Sam pi một phần hồn buôn. Mạng tre, xôn xôn đọc. Xôn xôn hộ sập. Chứ switch nick chứ nè mùi hả. Chứ như mình mới switch lại bấy. Xôn xôn đi. Xôn xôn đi. Chẳng thông chiêng xôn xôn hộ sắp tiệt. Chẳng đợi chân hết bàn chìa viên mình khai được chìa root bridge. Chẳng interface robot switch. Để mình chụp để chụp được cái root bridge. Viên nâng miên step về chìa kế root port. File internet xôn pi cứ chìa root port. Hết đấy. Nhưng mà file internet xôn pi robot switch để bấy chụp một cái root bridge. File is not on more about switch like P để chụp một căn root bridge. Chẳng bằng việc khai được chìa root port. Đấy, khai được chìa root port. Phát xôn mối nửa lời switch like P khai được chìa root port. Nửa lời switch like P này. Hãy để bằng việc khai được chìa designated port. Phát xôn P. Dương mờ. Hãy đây. Hãy để bằng phát xôn P khai được chìa designated port. Hãy phát xôn mối khai được chìa alternative port ឬក៏ block port. ចឹងយើងស្ដាប់ compare រវាង switch លេខ 2 ហើយនឹង switch លេខ 3. តោះចឹងនៅក្នុងការជ្រើសរើស designated port គឺវាមើលទៅមួយគឺទៅលើ priority ដូចគ្នា. បន្តមកទៀតគឺវាមើលទៅលើ MAC address. ចឹង switch លេខ 2 វាមាន MAC address តូចជាង switch លេខ 3 មែនទេ? Đó chính là hai interface đã biết sân chanh bị switch lại bí này. Nhưng khai đã chia designated port. Thì hai interface phát xôn mùi để nó là switch lại bấy này. Phát xôn mùi này. Hãy để bạn biết khai đã chia block port được alternative port. Để xa việc bỏ chân hợp ở chân hợp đây. Mà trai bảo viết cứ thông chiếng switch lại bí. Chẳng bán interface phát xôn mùi này khai đã chia alternative được block port. Từ nét hợp này. Nhà chị đấy, mở, xem trai này mặt mở, tên tên. Và, chơi dân complete, tôi design lab, hơi dân verify mở, ta hết ấy bàn diện bắt ở ní, hết ấy bàn việc allow port ní. Nè. Chân ưu tôi hỏi là nhóm chỗ tôi sát đón port fast internet zone P, nửa lời switch lệch P. Xong tờ ở mình này. Ưu tôi hỏi nhóm chỗ tôi sát đón port phát xôn mùi nửa lời switch lệch P. Ta port này việc change status up được gọi. Chính nhóm tạo cho tôi không switch lệch P. Hãy nhóm cho tôi không interface phát xôn mùi sát đòn. Đấy, có hòa mấy. Chính viên đừng lên ra thầm mấy, viên đừng thua ca khác chỉ lên ra thầm mấy, chơi rơi root bridge ra thầm mấy, chơi rơi root port, designated port ra thầm mấy. Vâng. Chẳng tích. Nhưng mà refresh. Vì rộng trăm và pay video tí. Để bây giờ viên mình lưu hello message, hello timer, bây đại cụ viết. Bạn viết thua ca kiện niệm đoàn tiệt. Chẳng dần khơi đấy. Nhưng bây giờ switch 3 port fashion mới app về nhảy. Để xa, khả năng cắt đại. Chẳng lượng đi. Ta switch na cứ chia root port.
root bridge hay switch na គឺជា nan root bridge សាទាយលើមើលតើ switch លេខ1តដែលឬក៏ switch លេខ3ឬក៏ switch លេខ2តើយើងមើលនៅលើ switch លេខ1ណា so spanning tree គេថាថាម៉េចអាយ៉ា switch លេខ1នៅតែជា root root bridge តដែលណាគ្រាន់តែថាយ៉ាងម៉េចវាមាន interface តែមួយទេដែលជា designated port គឺ FAT02 ចាំបាត់ FAT01 ទៅណាតែសារខ្ញុំសាត់ដននៅលើ switch លេខ2អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដន interface FAT01 ប៉ុន្តែ root bridge នៅតែជា switch មួយទៅដែរបាទ root bridge នៅតែជា switch មួយទៅដែររីឯSwitch លេខ3ហើយនឹងលេខ2វានឹងផ្លាស់ប្ដូរ root port ហើយនឹង designated port លែងមាន block port ហើយលើនេះដូចស្អីដូចស្អីវាដាច់ខាងនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាអត់មាន block port ទេអូខេមានសំណួរមានសំណួរហើយយើងបាន slide 25ពាក្យកដាលហើយពេលវេលាយើងក៏ជិតដល់ហើយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវិញ design lab ដាក់ switch 2 by 4 5ភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅហើយសិក្សាមើលថាហេតុអីបានវាបិទ port ណាមួយហេតុអីបានវាអត់បិទ port ណាមួយផ្សេងទៀតហើយយើងសាក់ disable interface នឹងទៅហើយយើងសាក់កែ root bridge កែbridge id កែ priority number របស់វាតើវានឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ lab នៅក្នុងជាកិច្ចការយើងដដែលអត់ទេតែថ្ងៃនេះយើងលើកលែងឲ្យបានធ្វើ quiz ទេមានអ្នកខ្លះអស់ហើយវាថាបានធ្វើ quizមែនដល់ថនុសាថនុមកអងគ្រូសៃម៉ែនយ៉ាងណាគ្រូសៃម៉ែនហើយហើយឲ្យតម្រង់ទំទុកយូរយ៉ាងយូរណៃណៃលោកគ្រូអូគឺជាឆ្លាតមែនបើហើយហើយឲ្យមកចាំដែរបើអត់ទាន់ហើយយ៉ាងយូរពេលដែលយើងប្រឡង final យើងដល់ដល់ការ midterm ហើយយើងពាក់កដាលឆោមមីហើយណាអាចប្រឡង midterm កដាលបដាលបានហើយឈប់ចឹងចាំឆ្លើយវត្តមានតិចបាទមេរៀនយើងនៅសល់ប៉ុន្មានមេរៀនទី5នៅសល់តែជា5មេរៀនទៀតដល់5ថ្ងៃនេះ22អូខេអញ្ចឹងផែជាសប្តាហ៍ក្រោយយើងហាយមីធមណាមីធមហើយសប្តាហ៍ក្រោយ
Nhưng nó sẽ sân mình chân mà đấy. Thế chỉ tầm bay sẽ sân chụp khi ta buồn đoàn tiết cho vậy. Mình anh thang ngay phải muốn là group lo mình thơ mình là group. Bà, kéo ấy, thế sắp ra cõi dân trăm ngày mà phải muốn. Bà. Bà là group. Ok, dân trăm trời bật tầm miền chèl chết. Chèm bì rết. Bà là group. Chính poly. Bà là group. Yên phởm. Chà là group. Ho ra chiếu. Bát lạc rô. Khô sô khá. Bát lạc rô. Lai bình sinh. Bình sinh. Nè. Bịt xếp. Bát lạc rô. Vô rì đá. Chà lạc rô. Nghe lại chết mong. Nè rì tà pi nè mong. Tần ý. Bargo. Dạ. Sẽ là loop ấy nè. Nó cứ ai là loop rồi. Tại sao là được micro như vậy tôi xâm lệch đánh một mình cho lên. Nó cứ loop rồi. Tại dân sử dụng cái xâm lệch dân cắt đạch connection. Phản ứng. Bargo. Phản ná. Bargo bạn. Dân huy ba lực rưu bạn sợ phá ba lực rưu bộ y ba lực rưu đà vinh mặt khởi tế. Phình cuồng thư thiê ba lực sợ khả ba lực rô ba hãy nhà thằng ngọc này ai xem rạ bán ngọc quân chá ngày ní lấy mơ mê riêng sắp đá cỏi hai ô chí nhật thờ mơ mê riêng tìm ma lực rô mơ thằng o Chiran bego. Mereka chiran mah merian pi bay semua, mah merian pi bay semua. Konfigur malam hat itu. Yang metal tam tim rumah terangkan dulu. Tim. Jadi ya, gua yang pelanggan meroy ay. Pelanggan tim. Rồi lơ một phần được rồi. Cái đấu tranh mang sẵn lòng. Hay chỉ xăm sắp xâm nụ. Mình cho mang xâm nụ sắp thì cơ miên là ăn ở vợt. Đôi tích được rồi. Tích rồi, bà. Nên cứ chia xâm đây là nhìn châu chật. Và vợ thích trong bàn mán đã chun bàn đã tập đọc bàn được rồi tam sâm cả tam sâm không được đọc này dân phơ đáp là phơ đáp được tì này ok ở quân tràn sầm đại ban được ngọc này ba được rồi quân tràn được rồi ba là ngọc này sập là cày Thank you.